cái chỗ này mà nó báo bạn á là giảm tiết diện á, nghĩa là khi hàm lượng thép của bạn dưới 1 thì chỗ này sẽ báo các bạn là giảm tiết diện, đúng không ạ? Còn khi hàm lượng thép các bạn nằm từ 1 đến 3% á thì nó báo là tiết diện hợp lý, đúng không? Đúng không? Và nếu mà trên 3% thì sẽ báo em là tăng tiết diện, đúng không? Các bạn thấy chỗ này mà bữa trước bạn còn nhớ anh dặn các bạn á là khi mà mình thiết kế mình đừng có cắm đầu, mình thiết kế tất cả các cột của nhà, đúng không? Mà mình tính khung nào mình bố trí khung đó rồi, được không? Và những cái cột nào mà mình muốn ý tưởng là muốn chọn thép giống nhau thì sao ạ? Mình lên là sao? Mình nên chọn nó cùng một diện và thiết kế nó cùng một lần, được không? Cùng một lần. Vậy ở đây mình thấy là ở đây á, trong cột C9 và cột C9 nha và cột C17 của anh á, nó bị 3 tầng, đó là tầng, nha, thế là 4 tầng chứ, 13, 14, 15 là tầng thượng. 4 tầng này á, bạn thấy đều báo là gì đây? Đều báo gọi là tăng tiết diện, đúng không? Tăng tiết diện. Các bạn nếu mà chưa sửa tiết diện lại, nó chưa báo là tăng tiết diện đâu, bạn vẫn là tiết diện giảm tiết diện đó. Thì chỗ này là anh nhận mà này, nếu mà chỗ này á mà các em đã chịu khoảng 4% đổ xuống nha, 4% đổ xuống là khoảng 3.6, 3.8 cũng được, các em có thể các em khỏi tăng cũng được. Nhưng mà nếu mà ví dụ như chỗ này các em thấy lên tới bao nhiêu phần trăm đây? 4%, 5%, đúng không? Mặc dù á nó chưa vượt quá nguy mắc nha, mặc dù nó mưa chưa quá, cái hàng thép tối đa của mình là hàng thép tối đa mình là bao nhiêu phần trăm? Là 6%. Được, nếu không có chấn là 6%, nếu không có chấn là 4%. Thì các bạn nên nha, đối với các em nên thay đổi tiết diện, nên thay đổi tiết diện, được chưa? Đấy. Và với bài này em sẽ thấy một điều như vậy này. Với những cột tầng trên á, nếu như cột này á, anh mà chọn á là anh sẽ chọn là cột 450 x 450 luôn. Đúng nha, 450 x 450 luôn thì tiết diện nó sẽ hợp lý. À, còn nếu mà các em mà chọn 400 cái trường hợp này nè, các em thấy nó báo gì đây? Nó báo là tăng tiết diện, đúng không? Tăng tiết diện đấy. Thường thường như vậy nè, em phải nói chỗ đó là vì á, thường thường cái cột ở trên tầng mái, cái tiết diện mà các em phủ lên cái hàng, các em lại chọn nó tiết diện bao nhiêu? 300 x 300, đúng không? 300 x 300, các em nhớ rằng một điều như vậy nè, 300 x 300 với bài kia của mình sẽ không phải nha, không phải đấy. Rồi, với bài hôm nay á, bây giờ anh sẽ hướng dẫn bạn nè. Bây giờ ví dụ các em có thép rồi, nhớ nha, em có thép rồi, rồi bây giờ các em chọn thép như thế nào? Rồi các em tính được thép như vậy rồi nè, em chọn thép như thế nào? Các em bố trí như thế nào? Cốt đài em bố trí như thế nào? Tính toán như thế nào? Được không? Đấy. Rồi. Vậy bây giờ ở chỗ này coi như là mặc dù nó vượt quá, nó nếu mà chỗ này là 4 đến 5% á thì theo như anh nói bạn là mình nên làm gì? Mình nên đổi tiết diện, đúng không? Được không ạ? Tuy nhiên ở chỗ này á, để mình sẽ giữ nguyên mà mình bố trí cho bạn coi luôn, được không? Mình giữ nguyên mà bố trí bạn coi luôn. Rồi, ở đây có hai cột là cột C9 và cột C17 nha, được không? Hai cột này bố trí thép giống nhau, C9 và C17 bố trí thép giống nhau. Vậy chỗ này này, anh đừng có bạn đừng có coi cho anh hai cột mà bạn coi cho anh á là từng cột một thôi, đúng nha? Coi từng cột một. Bạn bấm vào cái tiêu đề này, bấm vào cái tiêu đề, bạn vào data bạn chọn cho là filter á, data filter đó, thấy chỗ đó chưa? Thì ở mục tên cột này, các em sort cho anh á, ví dụ ở đây coi cột C9 thôi, được không? Các em coi từng cột một, các em bố trí hết cho từng cột thôi là được nha. Coi từng cột, bố trí hết cho từng cột là được rồi. Mở cái file thì không có rồi, các em mở cái file đọc toàn bộ nội lực mà. Mai mốt nó xin file của anh, nó kêu là nhiều file quá anh không nhớ ở đâu. Anh nha, anh nói em về rửa sách em về, em gửi liền luôn á, em không thi được mấy luôn. Rồi tiếp nha. Đấy. Rồi để chỗ này bây giờ sẽ chọn hết cho cái cột C9 này. Rồi cột C9. Rồi để ý nè, bạn thấy ở đây 4 tầng dưới á, ở đây có 4 tầng dưới này, anh đang dùng tiết kiệm là 500 x 600 này. Rồi 500 x 600. Đấy. Thường thường là như vậy này, anh cũng khuyên các em á là khi nào các em đổi tiết kiệm này, các em cũng nên đổi thép luôn để coi nào. Ví dụ 4 tầng này các em dùng cổ đó là 500 x 600 này, được không? Thì chỗ này á 4 tầng này anh bật bùi vào cho bạn coi cho dễ này. 4 tầng này cho tiết kiệm 500 x 600 này, thì 4 tầng này á anh sẽ dùng một loại thép thôi, hiểu ý của anh không? Rồi những tầng này nè, 3 tầng này anh dùng là gì đây? 500 x 500 đúng không? Thì 4 tầng này cũng như vậy,
anh dùng một loại thép nữa, hiểu cái này không? Đấy, nghĩa là khi mà kem đổ tất nhiên á thì kết hợp kem đổ gì, kem đổ thép luôn, được không? Để nó dễ thi công, được không? Còn nếu mà kem làm như vậy, các bạn thế nào như vậy? Là các bạn mỗi lần kem chọn một loại thép thì chúng ta thi công như thế nào? Rất khó thi công nha, hiểu ý của anh không? Đấy. Đúng rồi, nghĩa là thường thường á mình nên cố gắng là giữa hai cây thép á đừng chọn cái phi lệch nhau qua 80 mm, 80 mm. Ví dụ như tầng dưới này em chọn phi 20 đi, ban ví dụ tầng dưới chọn phi 28 đi, em đừng nên chọn ở tầng trên, em chọn là phi 20, em chọn khoảng phi 22. Được, thì nếu mà nối chồng á thì em nên nối láp á thì em nên không nên chọn nối qua 80 mm, còn nếu mà nối ren á thì vô từ. Đó, có rè có từ trong đầu. Nhưng mà người ta bỏ án thường nó lát. Nhưng mà ngoài người phi trên 20 là người ta nó rè tiết kiệm. Thì em thấy trong đó em có hai thứ các bạn nên nối á, để nó lát á. Ai đúng xem để không, tại vì thường người đúng rồi, trong đó án thì các em hay nối lát. Trong hay nối lát 10 bạn thì 10 bạn nối lát rồi. Rồi. Nó tiến chỉ cho tính chiều dài vùng nối. Rồi đấy. Rồi đấy, ở đây á là anh đổi tiết diện 4 lần này, tập trung nè. Ở đây anh đổi tiết diện 4 lần á thì 4 lần này anh sẽ chọn 4 loại thép. 4 loại thép khác nhau nha. Rồi mỗi loại khác nhau. Đấy. Rồi ví dụ bây giờ này. Đấy. Bây giờ tầng dưới này. Anh chọn ra chỗ này. Đây, 10 thép của anh á là 128 rồi. Được. Vậy bây giờ bạn phải chọn ra hai cái, thứ nhất là số cây thép. Số cây thép nha. Và thứ hai là đường kính thép nha, đường kính thép. Vậy bây giờ khi các em chọn thép cột á thì các em chọn á là phi cái đường kính tối thiểu là phi bao nhiêu và đường kính tối đa là phi bao nhiêu các em? Thép cột các em chọn phi 36 được không? Chọn phi 32 được không? Hay là ví dụ các em chọn phi 12 được không? Được. Mình cứ suy nghĩ nhé. Đấy. Thì thường thường mà nếu mà các em không, các em trong tiêu chuẩn, trong tiêu chuẩn nó không quy định hai điều này, tiêu chuẩn nó không quy định hai điều này, hai điều này các em có thể các em tham khảo cấu tạo bê tông đúng không em. Thì thường thường với nhà cao tầng á thì phi min anh sẽ chọn là phi 16 các em, phi min thường thường sẽ chọn là phi 16, không chọn ít hơn. Còn nếu mà nhà thấp tầng á, nhà thấp tầng thường thường phi min á sẽ chọn là phi 14 nha. Còn thường thường phi 12 thì là những cái nhà cấp 4, nhà nhỏ rồi, hoặc ví dụ như là phi 12 là những cục cấy thôi, được không? Còn những cái cột chịu lực chính của nhà thì thường thường mình hạn chế dùng phi 12, mình hạn chế dùng mùa lố cho nên cứng hơn. Rồi phi mắc này, thường thường thép cột á thì dùng cho là phi 28, phi 28, sao em? Đó, bao nhiêu cột thép dần đó, trừ một số cột á, sau này các em gặp một số cột mà dạng người ta gọi là cột mà đỡ dòng chuyển á, cột đỡ dòng chuyển trên first beam á, những cái cột của landmark của mình á, nó dùng cái phi 32, phi 36, rồi những cột đó nó phải lớn rồi. Cột của LED thì cũng cùng lắm là phi 28 thôi, được rồi, không cần tới phi. Bình thường, một mét phi 28 cũng được, một mét 28 cũng được. Đấy. Tại vì như vậy nè, nói luôn là thường thường trong cái cột á, các em trong đồ án á, các em tất cả loại thép các em tính là cùng lắm các em tính là A mấy xem. A3 đúng không? A3 nếu mà đổi nó thép là CB bao nhiêu? CB 400 đúng không? Nhưng mà thực tế ở ngoài thì thường thép cột thì đó là người ta dùng cái CB 500 hoặc là CB 600 lận cơ, được không? Nên đó. Lưu ý. CB 28 à? Nào khoan 18 không biết CB là gì? CB là không phải, chào lão. CB viết tắt của cốt thép trong bê tông, cốt thép bê tông. Cốt thép trong bê tông. Thôi từ từ nào. Đấy, cái ông mà ông viết mà 2018 mà ông Lê Minh Long á, ông giải thích chưa? Nói chung 2018 ông mới trước anh có đi cái hội thảo gọi là tập huấn tiêu chuẩn 2018 ở Đại học Bách Khoa rồi các bạn. Nó cũng tập huấn kiểu như là dĩ hòa vi quý à, kiểu như là tất kiểu như là công thức có sẵn rồi đúng không? Ông cho giống như là lực cắt bằng bao nhiêu rồi mấy cái thông số bằng bao nhiêu hết, ông ráp số vô ông tính ra cái lực cắt ra cái lực thép, ông tính vậy nó làm gì nữa, tính vậy tôi cũng làm được nữa. Rồi giống như là cho tất cả thông số rồi ráp số vô ra thép rồi, vấn đề là gì, cái thông số đấy ở đâu ra ông không nói bạn đấy à.
tập huấn kiểu vậy cũng được, nói chung là cũng hay ấy, nhưng mà nó chưa thoải mái lắm. Rồi đấy, rồi bước nói chuyện đấy. Rồi bây giờ đó là mình tính nha, bây giờ số cây này, số cây hết thì bạn còn nhớ khi mà mình tính toán theo phương pháp của thầy Nguyễn Đình Gống, phương pháp gần đúng á, nó có một cái yêu cầu, bạn còn nhớ không? Thứ nhất á, là yêu cầu á, là tỷ lệ giữa hai cạnh á, là lớn hơn 0.5 và nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 2 đúng không? Yêu cầu về hình dạng tiết diện. Yêu cầu thứ hai bạn còn nhớ đó là yêu cầu về bố trí thép. Là nếu mà các anh em dùng phương pháp tính gần đúng của thầy Cống á, đó là bố trí thép như thế này. Bố trí thép đều là chu vi. Đều là chu vi. Vậy đều chu vi nghĩa là bố trí như thế nào? Ví dụ bây giờ anh nói phòng qua như vậy nè. Một cạnh đây này, cạnh ngắn gọi là B, cạnh dài gọi là H đi. Được. Còn đều theo chu vi nghĩa là như thế nào? Đúng rồi, 2 đến 3 quá, 2 điểm được, 2 điểm luôn. Có hai quan điểm như này nè. Quan điểm nhất là số cây trên một mặt như thế nào? Bằng nhau. Quan điểm thứ hai là gì? Khoảng cách thứ hai, khoảng cách giữa các cây trên một mặt như thế nào? Bằng nhau. Với quan điểm là đúng. Tào lao nữa. Đấy. Ví dụ bây giờ nè. Cái quan điểm thứ nhất nha. Quan điểm thứ nhất á, là khoảng cách để cái con điểm khoảng cách là sai này, khoảng cách giữa hai cây trên một mặt bằng nhau, các em sẽ bị như vậy nè. Ví dụ có thấy cạnh hát luôn cạnh bự hơn đúng không ạ? Cạnh bự hơn, mà nếu ở chỗ này khoảng cách giữa các cây trên một mặt bằng nhau, các em sẽ bị như vậy nè. Ví dụ ở trên này các em bố trí 5 cây đi, được 5 cây thì chỗ này á, ở trên cạnh hát á, mà số cây cái khoảng cách á, để nó bằng khoảng cách trên cạnh B nha, thì số cây cạnh hát phải như thế nào? Nhiều hơn đúng không em? Hiểu chỗ này không? Phải nhiều hơn. Mà thường thường các em thấy á, cột chịu lực chính lại chịu lực cái phương nào? Phương này đúng không em? Phương này được không? Mà phương này khi mà cái bốn là phương này nè, bốn chính là phương này nè, được chưa? Mà các em bố trí phương thép phương này sao? Nhỏ hơn cái phương dài. Thấy nó hợp lý không? Vậy thì con này quen đúng không? Đúng rồi, con này quen đúng của vuông. Đúng không? Đấy. Rồi, bỏ qua đó đi. Quan điểm đúng là như vậy này. Quan điểm đúng á, là các em lưu ý á, là số cây trên một mặt á, của các em luôn luôn phải bằng nhau. Người ta gọi là bố trí thép đều theo chu vi. Đấy. Vậy bây giờ anh hỏi các bạn nè, ví dụ anh gọi số cây trên một mặt là N đi nha. N là số cây hết trên một mặt. Số cây trên một mặt. Vậy tổng số cây á, tổng số cây sẽ bằng gì? Tổng số cây phải là bằng 4N trừ mấy? 4N trừ 4 không? Bốn góc em hiểu không? Cái ở chỗ này nè, một mặt anh có 5 cây đi, đâu anh tính bốn mặt ra, xong rồi là trừ gì đây? Trừ bốn góc ra, đâu trừ bốn góc ra thì có là 4N trừ 4N trừ 4 thì chưa, 4N trừ 4 số cây. Vì thế số cây thép á, khi mà các bạn chọn chỗ này nè, ở cái cột số cây thép á, thường thường có những con số sau các em hay chọn nè, là 4 cây, 8 cây, 12, nghĩa là những cái bộ số bao nhiêu? Bộ số của 4 đó bạn, được, bộ số của 4 cây, bộ số của 4 cây, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 thì đó, được chưa? Để cái độ lẽ em chọn 10 cây. Vì em em chọn 10 cây á, lấy như em chọn 10 cây để dính những trường hợp này như vậy này. Cột em là một hình gì? Ví dụ hình vuông đi, chữ nhật luôn, được không? Em chọn 10 cây, cái bố trí sao? Thì trước này nè, tôi giờ từ tầng nào để nói này, 10 cây anh nghĩ là các em sẽ bố trí như vậy nè. Nếu mà đây 6 rồi đúng không? Được không? Còn không lẽ em làm 10 cây em làm đây hả? Đây 2 cây, đây 2 cây hả? Phải ý rồi không? Nên tính là cái phương cạnh dài nó lại gì? Nhiều hơn phương cạnh. Thì em bố trí cái này nhiều hơn phương trường hợp của em. Em phải xoay cổ bên mặt này. Đúng không? Cái cột em phải xoay cái cột người này thì hiểu không? Ví dụ cái nhà của em như vậy nè. Cái nhà như vậy, ban đầu em đặt cái cột đứng lên như vậy đúng không? Bây giờ em cái thép của phương này là nhiều hơn. Bây giờ em đặt ngược lại phải xoay cái cột em như vậy. Hiểu không? Đấy. Đúng là như vậy nè. Cái em muốn đặt thép đúng á, đấy. Tí nữa sẽ chỉ cho các em á là nếu mà các em muốn kiểm tra lại á, đặt thép, các em đặt thép kiểu như vậy nè, là đặt thép không theo chu vi nhé các em. Đúng không nha, các em đặt thép như vậy là các em đặt thép không theo chu vi. Thì đặt thép theo không theo chu vi được không? Câu trả lời là hoàn toàn được.
Nhưng mà nếu mà các em đặt thép như vậy thì các em phải kiểm tra bằng phương pháp biểu đồ tương tác lại các em ạ. Đúng không nhỉ? Các em đặt thép như vậy thì các em phải kiểm tra lại bằng phương pháp biểu đồ tương tác. Được chưa? Chứ các em không dùng cái cách của thầy cống được. Đấy. Đây nè. Đây. Các em coi nè. Các em coi nó là quy về bài toán là tâm phẳng là phương nào nè. Hiểu không? Các em coi là quy về bài toán là tâm phẳng là phương nào. Thì từ đó các em làm gì? Các em coi bố trí theo phương đó. Được chưa? Đấy. Nhưng mà ví dụ như vậy nè. Cột tầng dưới là tâm hộ phương. Cột tầng trên là gì? Là tâm hộ phương khác nhau nữa. Được không? Thì nó mới khó. Được chưa? Nhưng mà thường may mắn cho các em là như vậy nè. Là khi các em tính khung á, là các em tính khung là khung không gian. Các em tính khung là khung không gian. Nhưng mà lúc thầy các em bắt tính á, là thường thường chỉ tách ra một cái khung đơn lẻ để tính thôi đúng không? Nên thường thường á, chỉ là tâm theo một phương thôi các bạn. Được không? Là tâm là một phương thôi. Đấy. Nhưng mà có những trường hợp bạn cũng gặp thì nhiều trường hợp á, là ở dưới phương x ở trên phương y đó. Đấy. Vì thế cũng khuyến cáo bạn là nên bố trí thép là thép đều theo chu vi. Rồi, số cây ok nha. Rồi. Vậy lúc ấy, vậy bây giờ vấn đề này, số cây bây giờ có nhiều số cây nha, 48, 12, 16, 20, 24. Vậy bây giờ ví dụ như cột này nè, anh nói bạn 4 cái cột này anh chọn cùng một loại thép đúng không? Vậy bây giờ cái cột này anh chọn cây bao nhiêu cây và phi bao nhiêu? Bao nhiêu cây và phi bao nhiêu? Vậy bây giờ anh hỏi bạn, anh chọn chỗ này 20 cây được không? 20 cây phi 18 á, thì đủ chưa? Chưa đủ đúng không? Anh phải tăng lên bao nhiêu đây? Phi 20 đủ không? 20 phi 20 đủ không? 20 phi 20 đủ không? Đủ đúng không? Đấy, đủ. Thấy chỗ này dư chưa? Nghĩa là cái chỗ mà thấy cái phòng hệ số an toàn á, anh lớn 1 là đủ rồi. Anh lớn 1 là đủ. Nha, lớn 1 là ok. Thì là lưu ý chỗ này này. Và khi ở gần 2 cây phi 20 này, 20 phi 20. Nếu mà 20 cây á, thì hỏi bạn một mặt bao nhiêu cây? 20 cây một mặt bao nhiêu cây? N là số cây một mặt nè. Được không? Tổng số cây là 4N trừ mấy? 4N trừ 4 đúng không? Đúng, 4N trừ 4. Vậy bây giờ của anh chọn 20 cây này. 20 cây. Vậy thì một mặt của anh là mấy cây? Một mặt của anh là 6 cây không? Đúng không? 6 cây. À, nghĩa là cái cột của anh hiện tại là cột là 500 x 600 này. Đấy này. Cột của anh là cột 500 x 600. 500 600. Vậy một mặt anh phải bố trí tổng cộng là 6 cây như vậy. Được, 6 cây mặt kia, mấy mặt kia tương tự nhau các bạn. Đấy. Vậy khi bạn bố trí thép rồi nè. Cái số cây ấy mình phải thuộc vào gì nữa? Cái khoảng cách gì? Khoảng cách không thủy đúng không? Khoảng cách không thủy. Đó là khoảng cách không thủy là cái ở chữ T. Đấy. Chữ T trong cột này. Khoảng cách không thủy trong cột là bao nhiêu? Không thủy cột bao nhiêu? Nên là bằng 5. Là 10. Và lớn hơn bằng 1,5 đường kính cốt liệu nha. Lớn hơn bằng 50 và lớn bằng 1,5 đường kính cốt liệu. Đó là khoảng cách tối thiểu nha. Khoảng cách tối thiểu giữa hai cây thép trong mét. Cái này khoảng cách tối thiểu đó các em đo từ mét thép đến mét thép nha các bạn. Được, mét thép. Vậy chỗ này mà mình tính nhầm thử cho anh coi nè. Bằng à. Các em có tính cho cạnh ngắn phải là ok rồi. Cạnh ngắn phải chắc kết cạnh dài phải không? Đâu, cạnh này của anh cột là cột 500-600 đúng không? Cạnh 500 phải chắc kết cột cạnh 600 sao? Phải không? Phải nhá. Bằng này 500 này. Rồi 500 trừ này. Bây giờ anh vừa nói là một mặt anh làm 5 cây đúng không? 5 cây thì bao nhiêu đây? 5 cây thì 20 đúng không? Trừ cho, đầu tiên trừ cho 2 nhân cho 25 này. Trừ cho lớp bê tông gì? Lớp bê tông bảo vệ đúng không? Trừ cho 5 nhân cho 20 chia mấy? 5 cây mấy khoảng đấy các em? 6 cây chứ nhỉ? 6 cây lộ 6 cây. 6 cây mấy khoảng? 6 cây là 5 khoảng. Phải không? Thường là các em trừ là lớp bê tông bảo vệ là các em phải xét lớp bê tông bảo vệ của cốt đai và lớp bê tông bảo vệ của cốt gì? Cốt dập đúng không? Cốt dập. Thực tế cốt dập nếu mà em dùng phi 20 á thì lớp bê tông bảo vệ đó chỉ là 20 và phi mắc thôi là được rồi. Được chưa? Tuy nhiên á lấy 25 là tính thêm cái gì luôn? Tính thêm cái cốt đài. Chứ em nếu mà em như vậy, em trừ cho cốt đài, em trừ cho cái lớp bê tông bảo vệ nó lâu không? Được không? Hiểu không? Nhưng ví dụ bây giờ này, lớp bê tông bảo vệ cốt dập này anh nói cho bạn coi nè, anh giải thích chỗ này không có câu hiểu này. Đây.
lớp vôi tăng bảo vệ cột đó là 20 nè, đúng không? 25 là cho trường hợp là cái cột mà ở bụng ẩm ướt, đúng không? Đây nè, được chưa? Đấy, phần lớn là 20 á, và phần lớn hơn là bằng phi phi mắc nữa, được không? Phi mắc đó, ở đây là phi, đang được phi bao nhiêu? Phi 20 thì lấy cùng 20 được không? Được, 20. Nhưng tại sao nó bằng 25? Nghĩa là trừ cho cái ảnh hưởng của gì nữa? Ảnh hưởng của thép đai nữa, được không? Đấy. Thực tế cái bớt bê tông bảo vệ của thép đai chỗ này nè, đây nè. Lớp bê tông của thép dọc á là khoảng 20. Lớp bê tông bảo vệ của thép đai khoảng 15 thôi, bạn khỏi trừ cho thép đai cũng được. Còn cứ lấy thép bê tông, lớp bê tông bảo vệ trung bình khoảng 20-25, bạn trừ là ok rồi. Thì chỗ này mình tính ra là nó khoảng 66, được không? 66, phải điều kiện lớn 50 không? Phải điều kiện lớn 50 không? Phải, đúng không? Rồi tiếp tục nè, để. Rồi bây giờ hỏi bạn nè, ví dụ bây giờ á, cái cạnh này 600 đúng không? Cạnh 600, ví dụ bây giờ cạnh 600 này, anh tính ra anh nè, cái cạnh này anh nè, 3 cây được không? 3 đấy mình có khoảng cách tối thiểu với 2 ghép đúng không? Bây giờ khoảng cách tối đa với 2 ghép là bao nhiêu? Khoảng cách tối đa với 2 ghép của bao nhiêu? Tối thiểu tối đa bằng nhau thì mình em bố trí làm gì nữa, đúng không? Thì không biết thì mình rõ là đâu ra nếu chuẩn ha, đó. Đây là cái 50 bên đây nè các bạn. Đây là khoảng cách tối thiểu giữa cái thép nè. Đây nè. Nó nói nè, ở mục 8.6.3 các bạn, 8.6.3. Trong các khiếu kiện thẳng chịu nén lật tâm, khoảng cách giữa trục thân cốt thép dọc theo phương vuông góc mặt phẳng uốn không được lớn hơn 400 và theo phương mặt phẳng uốn. Phẳng uốn nha. Là không lớn hơn 500. Đấy. Thì thường thường á để dễ nhớ số này các em nhớ là bao nhiêu? Đó là 400, nghĩa là chục cây thép với chục cây thép là không quá 400 và không dưới là 50. Đấy, 50 á, lưu ý 50 là khoảng thông thủy nha. Còn 400 á là khoảng cách giữa chục. Vì thế nếu mà cột của mình 600 á, mình làm 3 cây được không? Cột 600 mình làm 3 cây được không? Vẫn được đúng không? Nếu mà xét sơ 600 chia 2 là 300 đi, vẫn thỏa điều kiện nhỏ hơn 400 đúng không? 400. Đấy. Nhưng mà ví dụ nếu mà cái cột các bạn, ví dụ như cột các bạn là 1 mét đi, ví dụ 1 mét đi, được không? Bạn là 3 cây là không được. Lưu ý nha, 1 mét mà 3 cây là ít quá, không được, để ý. Sao? Nóng hả? Cái gì bắt đầu rồi? Bấm khắp xuống. Rồi tiếp. Đó là khoảng cách tối đa. Vậy bây giờ 4 tầng này mình lấy giống nhau luôn nha. Được. Thì nói là 4 tầng này mình lấy thép giống nhau. Và anh lấy các tầng này làm gì đây? Anh copy lên á thì các em thấy cái hệ số an toàn đều lớn mấy đây? Đều lớn 1, ok chưa? Hiểu chỗ này không? Đấy. Thì các em lưu ý chỗ này nè. Kinh nghiệm bố trí thép như vậy là các em lời tập trung nè. Cái tầng dưới nha, cái tầng dưới các em nên chọn số than thép nhiều chút. Nhớ nha. Cái tầng dưới các em nên chọn số than thép nhiều chút xíu. Tại vì nếu mà các em chọn số than thép ít quá thì khi mà lên tầng trên á, lên tầng trên được không? Mà các em chọn cái đường nhiều khi á, các em thấy là có một số trường hợp cái tầng trên á thép nó ra lớn không? Ví dụ như tầng này thép ra rất là lớn này đúng không? Yeah. Mà số là thép lớn á mà các bạn bố trí số cây ít quá thì nhiều khi nó sẽ không thỏa, hiểu không? Đấy, nên là thường thường kinh nghiệm của nó là tính tầng dưới nên chọn số cây thép nhiều tí. Rồi tiếp theo nè, bây giờ tầng tiếp theo mình chọn nè, bây giờ tầng này 20 cây rồi nhá, tầng này 20 cây, bây giờ tầng này mình làm bao nhiêu cây bây giờ? Tầng này mình làm bao nhiêu cây bây giờ? Nếu mà bạn muốn giảm đường kính á thì nhớ nè, 20 á thì bạn giảm thành 22, 20 thì bạn giảm thành 18 được không?
18 cũng được đúng không? 18 và ví dụ anh thử làm sao 16 cái 18 thử coi. 16 cái 18 mình thấy như thế nào đây? Nó không thỏa đúng không? Có hai thằng này á thì đủ mà hai thằng này bị gì đây? Thiếu tí đúng không? Vậy là 16 cái 20 thử. Vẫn thiếu tí các bạn. Nó thiếu tí, bây giờ sao? Làm gì có gì đấy, 18 phải bộ số của 4 đâu ngồi này. Người đang cố gắng một trận là được theo chu vi mà đúng không? 18 đâu phải bộ số của 4 đâu em. Được. 20. 20 thì sao? Nếu mà 20 thì anh đổi đoàn phim 18 được không? Chết mà vẫn thử. Phút. Sao em? Ủa, số cây là bộ số của 4. Đấy. Đấy. À. Rồi, ở chỗ này anh sẽ làm mà 20, anh làm cái phi 20 đi. Thì anh phải chấp nhận một tầng này như thế nào đây? Những tầng này nó hơi dư xíu. Được. Chứ nếu mà anh làm mà 20 cây phi 20 cái 18 á thì nó cũng không đủ. Đúng không? Nó không đủ. Mà anh làm là 16 cái phi 20 á thì cũng sao? Cũng không đủ luôn, được không? Hoặc là ví dụ bây giờ anh hỏi bạn là ví dụ nếu anh làm 16 cây đi. Anh không làm 20 mà anh làm 22 được không? Được không? Cái đường cái này rơi vào trường hợp là gì? Cái đường kính thép của tầng dưới á nó nhỏ hơn đường kính thép của tầng trên. Theo các bạn được không? Được không? Các bạn nên còn nhớ là khi mà các bạn chọn số cây á, các bạn nên chọn như thế nào? Số cây như thế nào? Nhiều và đường kính như thế nào? Nhỏ lại đúng không? Tốt hơn là số cây nhỏ và đường kính lớn đúng không? Đấy. Vậy nếu mà thực tế cái chỗ này mà các bạn chọn 16 cây 22 đó này nè, tiêu chuẩn nó không cấm các bạn. Chuẩn nó không nói gì hết đó. Được chưa? Đấy. Và cũng có một số trường hợp các anh em á chọn nó là gì đây? Chọn nó là cây ở trên là cây 22, cây ở dưới là cây 20. Nhưng mà nó bị một vấn đề như vậy nè. Lúc đó khi mà các em thi công á, khi mà các em thi công nó bị dính lên cái vấn đề này này này. Là cái cây ở trên đó, ví dụ cây ở trên này là cây phi 22. Cây ở dưới các em nối lát vô, là cây dưới là cây phi bao nhiêu? Cây phi 2. Phi 20. Thì cây 20 nó đâu nó phải giữ thằng 22 không? Giữ cái này không? Mà trong hai cây này cứng hơn. Cây 22 cứng hơn đúng không? Mà một thằng cứng đỡ thằng yếu. Yếu đỡ thằng yếu đỡ thằng cứng đúng không? Yếu đỡ thằng cứng bây giờ đấy thì coi chừng á là khi thi công nó không thi công được đấy, cái độ xê dịch của nó rất là lớn, được chưa? Đấy, thực tế cái này tiêu chuẩn nó không có cấm các bạn, nó không cấm, nhưng mà thường thường khi mà anh bố trí thi công á, anh cũng hạn chế làm kiểu này, anh hạn chế làm kiểu này, mà thường thường anh sẽ chấp nhận như thế nào? Chấp nhận nó dư chút xíu được, chấp nhận nó dư chút xíu để anh chọn đường kính ở trên á, nên nhỏ hơn đường kính ở, nên nhỏ hơn đường kính ở dưới nha, nên nhỏ hơn đường kính ở dưới. Còn trong đồ án á thì thường thường các bạn hay nói á là các em phải chọn như thế nào, các em phải chọn làm sao để cái thép các em tính này nó không chênh lệch sao đây, nó không chênh lệch quá nhiều so với thép gì đây, quá nhiều so với cái thép các em chọn đúng không? Rồi cái thép các em chọn nè, cái thép tính nó không chênh lệch quá nhiều, được chưa? Nên nhiều bạn vẫn làm gì đây, ở tầng trên nhiều khi nó không làm phi 22 mà nó làm phi bao nhiêu nữa, nó quốc phi 25 luôn các bạn. Đấy nha, phi 25 luôn đấy. Tiêu chuẩn nó không cấm nha. Cái vấn đề là khi mà mình chọn một cây ở trên, tầng trên lớn cái tầng dưới là chủ yếu về vấn đề thi công thôi. Thi công không nên thôi. Còn về kết cấu bạn chọn bình thường chả sao. Tại vì về kết cấu nó chỉ ảnh hưởng đến cái bố trí thép của bạn, bố trí thép của bạn và đường kính thôi, chứ nó không ảnh hưởng đến cái tầng trên và tầng dưới gì cả. Nên chỗ này về kết cấu không sao cả. Ở đây có nhiều sự lựa chọn nha. Lối ở đây có nhiều sự lựa chọn ạ. Nếu mà thầy các bạn á mà dễ thì thường thường á là sẽ cho bạn chọn cái chỗ này nó dư ra. À, nhưng mà có nhiều thầy á là chỉ cho bạn chọn chỗ này nè, dư được 5% thôi. Ngưu ý nhỉ, dư được 5% thôi. Được không? Thì gần như nếu mà các em chọn dư 5% á là mỗi tầng em phải làm gì? Mỗi tầng em phải đổ một loại đó. Không dễ ăn đâu, được không? Không dễ ăn đâu. Đấy, mà không có ai mà làm mỗi tầng đổ một loại hết á. Mà sao người ta thi công được? Được không? Đấy. Đừng nói xấu thầy à. Đấy. Yeah. Rồi tiếp nha các bạn. Đấy. Đây mình sẽ chọn là 16 cây 22 luôn. À, 16 cây 22 luôn. Rồi, tiếp tục anh chọn tầng trên luôn cho các bạn lẹ nè. Bây giờ chỗ này nè, mình giữ là mình bớt lại 12 cây đi. 12 cây 20 đủ không? 12 cây 20 thấy đủ không? Không đủ đúng không? Mình phải làm gì đây?
tăng lên đi. 16 cây đủ không? 16 cây không đủ luôn. Bây giờ 16 cây bao nhiêu đi? 22, không đủ luôn. Bây giờ sao? Bây giờ sao? 20 cây 22 thì sao? Dư quá. Mà bây giờ anh hỏi bạn nè. Bạn chọn ở dưới 16 cây, ở trên 20 cây được không? Cắm như đầu với ông á. Đấy. Kem còn nguyên tắc truyền lực á, hết tầng trên phải cắm hết tầng dưới đúng không? Được không? Truyền lực từ tầng trên xuống tầng dưới. Các em có nhiều thằng nó kêu như vậy nè, em cấy thép vào bê tông được không? Ồ, cái thép nó chịu lực vào bê tông rồi, cái tầng ngay chỗ đó nó cắm vào đâu, nó chịu lực vào đâu nữa. Đấy nha. Thực tế như vậy nè các em, về nguyên tắc vẫn làm được. Về nguyên tắc vẫn làm được. Thực tế không phải sai đâu, các em để ý chỗ này nè. Anh sẽ mở cái chi tiết ra, anh cứ gửi cho các em cái cấu tạo thép cột đó, các em có đau chưa? Cái file mà Standard Reinforced Concrete Column á. Đấy, thực tế cái chỗ này các em làm hoài à. Vẫn làm được các em, vẫn làm được, nhưng mà vấn đề các em phải trả lời được chỗ này à. Đấy. Làm được. Không sao hết. Mình cứ gửi cho bạn cái file cấu tạo thép cột đó trên Facebook rồi á, download về theo dõi các bạn. Đây nè, bạn thấy chỗ này, cái trường hợp này, khi mà cái góc nhấn thép kem á mà lớn hơn 1/6 đúng không, thì kem phải cấy thép gì đây? Cái thép chờ đúng không? Được không? Mà kem cấy vào đâu? Cũng cấy vào đâu? Cấy vào bê tông đúng không? Cũng cấy vào bê tông thôi. Thì cũng giống như trường hợp bây giờ là kem làm gì? Ở trên là 20 cây mà dưới bao nhiêu cây đó? Ở dưới là 10, ở trên 20 cây, ở dưới bao nhiêu cây đây? Ở dưới 16 cây thì phải 4 cây á, có 4 cây hết, các em phải làm gì? Các em phải kế hết chờ đúng không? Kế hết chờ vào đâu? Chờ vào cột thì nó giống như trường hợp này không? Nó giống như trường hợp này không? Nó y chang trường hợp này thôi, đâu khác gì đâu. Được chưa? Miễn rằng là như vậy nè, là cái thép các bạn phải neo vào chiều dài, neo vào bê tông á, đủ chiều dài neo là neo chiều kéo là ok. Được không? Thực tế vẫn làm được á, thực tế vẫn làm được. Đấy, nhưng mà có nhiều số bạn làm kiểu như vậy nè, xong lên hội đồng thầy hỏi á là bạn là trả lời không được, được chưa? Đấy, vẫn làm được. Bạn cứ nhớ đến cái chi tiết á, cái cột biên khi mà các em nhấn cái góc nhấn của thép á mà lớn hơn 1/6 nha, góc nhấn lớn 1/6 được chưa, thì các em phải cấy thép gì đây? Cấy cái thép chờ được. Có ai bạn gặp trường hợp này chưa? Rồi bê tông làm cái này chưa? Làm rồi, chưa cái gì mà chưa. Cái cột biên các em vách một bên á, cột biên á, cái này làm chưa? Cái này có làm chưa? Đúng không? Cái thường cột giữa khi góc nhấn nhỏ 1/6 các em nhấn thép nhấn lên trên luôn. Nhưng mà cột biên nhiều khi cái góc nhấn mà lớn hơn 1/6 các em làm gì? Các em phải cấy thép mà các em đặt gì đây? Đặt cây là gọi là cây thép. Thép chờ. Được không? Đấy. Như vẽ cái này nhiều khi vẽ không được nữa. Đấy. Rồi tiếp nè. Đấy. Ví dụ chỗ này mà 20 cây 22 vẫn được nha, được không? Còn nếu mà không biết á, anh tăng lên 16 cây thì anh đẩy lên phi 25 được không? Nếu mà không biết là 16 cây làm phi 25 được không? 16 cây 25 được không? Được, có gì đâu không được nha. Như mình nói đó, là đường kính tầng trên thì sao? Đường kính tầng trên là lớn hơn tầng dưới được không? Vì tiêu chuẩn nó không cấm đúng không? Và thi công nó khó rồi nha, thi công nó khó rồi. Đấy. Rồi bây giờ là tầng này nè, bây giờ tầng này mới là đặc biệt nè. Đấy. À bạn lưu ý chỗ này 16 cây 25 à. 16 cây là một mặt bao nhiêu cây các em? 16 cây là một mặt bao nhiêu cây? Một mặt phải 5 cây đúng không? 5 cây mà cột các em bao nhiêu đây? 450 nhân cho 450 á, các em phải cẩn thận á, là các em chọn 16 cây 25 á, nó có phải điều kiện thông thủy không? Trong trường hợp này là điều kiện thông thủy sẽ quan trọng hơn nè. Sẽ bằng nè. Bằng nè. Cái thông thủy là 450 nè. 450 này trừ 2 nhân 25 này, 5 cây là trừ 5 nhân cho 25, 5 cây chia mấy? 5 cây chia cho chia 4 đúng không? Đó, phải được cái thông thủy không? May quá, vẫn thỏa được không? Hên, vẫn thỏa nha. Đấy. Rồi với những tầng trên này nè, tăng tích diện nè, ví dụ tầng này là tới 90 mấy nè,
chín mấy bạn chọn là khá lớn á, 90 mấy mà các em chọn 16, anh bảo đảm 90 mấy chỗ này là các em chọn 16 cái 25 vẫn gì đây, vẫn thiếu đúng không? 90 mấy là các em chọn 16 cái 25 vẫn như thế nào đây, thiếu không? Tại vì nói mới là bao nhiêu, 16 cái 25 mới là bao nhiêu đây, 16 cái 25 của các bạn á thì mới là 78 à, mà riêng tầng này bao nhiêu đây, riêng hai tầng này bao nhiêu đây, 91 đúng không, 91 đấy. Thì như nói bạn đã nói một trường hợp khi mà mui thép lớn hơn 3 thì bạn nên làm gì, bạn nên thay đổi tiết diện đúng không, tăng tiết diện lên. Thì chỗ này á, nếu mà bạn chọn á thì theo khuyến cáo của anh, nếu mà rơi vào trường hợp này các em nên tăng tiết diện được, tăng tiết diện. Còn nếu mà ráng mà nắm đầu cắm đầu mà chọn á thì cùng nó mà đẩy lên phi bao nhiêu, phi bao nhiêu, phi 2, phi 28 được, đẩy phi 28 à. Nếu mà chỗ này mà kiểu như là cô đấm ăn sôi á được không, cô đấm ăn sôi á là chọn đẩy lên phi 28 được chưa đấy. Còn nếu khuyến cáo của anh trường hợp này các bạn nên tăng tiết diện nha, tăng diện. Đó là cách mình đi chọn thép, cho thép cột nha. Đấy, cố gắng á nên khoảng ít nhất á thì bạn nên chọn cho là hai tầng bạn chọn một lần, nhớ nha, hai tầng bạn chọn một lần đấy, chứ đừng bao giờ mà bạn chọn là kiểu như là một tầng một chọn một loại thép á thì lúc đó chắc tiến độ thi công bạn rất là lâu. Tại vì thường thường như vậy nè, khi bạn thi công á bạn đang làm, nếu mà bạn đang làm bê tông dầm sàn đúng không, là ở dưới phải làm sẵn thép cột đúng không, làm sẵn thép cột rồi để bạn làm gì, bạn đưa lên bạn xong cái sàn là bạn làm gì, bạn đưa lên bạn lắp đôn thép cột đúng không, thì mỗi tầng bạn đổ một lần thì mỗi lần nó làm nó phải làm gì, nó phải xem lại bản vẽ là xong làm gì nữa, nó phải cắt thép lại một lần nữa đúng không, đấy nó uốn thép lại một lần nữa được không đấy. Lúc đó là bạn thấy là nó là tiến độ rất là lâu, nên thường thường á ra ngoài ít khi nào người ta đổ cái này lắm, trừ khi đồ người ta đổ tiết diện cột á thì người ta mới là đổ tiết diện gì đây, đổ tiết diện thép nha đấy. Hoặc người ta có thể người ta bóp đường kính nhưng mà người ta giữ nguyên gì đây, để giữ nguyên số cây nha, giữ nguyên số cây để cho dễ thi công. Rồi bây giờ mình chọn xong rồi nha, bây giờ mình đưa thằng này cho mình bố trí cho bạn coi nè, cột này cột 5 x 600 này. Làm trên 600, 20 cái phi 20. Cái này 500 nè. Cái đứng 600 nè. 20 cây á thì một mặt của mình là 6 cây đúng không? 20 cây một mặt là 6 cây. Đây nè. 6 cây. Mình sẽ bố trí cho bạn hai trường hợp luôn. Tại vì khi bố trí thép dọc này nó liên quan đến một cái nữa, nó là cốt đai đúng không? Rồi một mặt là hiện tại của anh là 6 cây nha, 6 cây. Rồi đó là bố trí cốt dọc. Và bây giờ khi mà bạn bố trí cốt dọc xong bạn phải có thép gì nữa các bạn? Phải thép gì nữa? Cốt đai đúng không? Thì đầu tiên á là bạn phải có một cái đai lớn như vậy này, đai lớn bao quanh gì đây? Bao quanh cái cổ của bạn đúng không? À, còn cổ của bạn. Ở đây anh chưa nói đến đường kính cốt đai, tại vì ở đây anh chưa chỉ bạn tính thép đai của cổ đúng không? Đầu tiên á là phải có cái đai bao quanh cái cổ của bạn, quanh tất cả cái cốt dọc, được không? Tới đây được chưa? Tới đây làm gì nữa? Đi xe bố trí thì sao? 3 cây là được sao? Bây giờ anh đánh số là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy bây giờ khi chiếc xe bạn bố trí cây số mấy? 2 và 4 là như vậy hả em? Như vậy hả? Được không? 2 là 3, 4. Rồi lưu ý chỗ này nè. Chỗ này là các quy tắc này, để bạn mở tiêu chuẩn ra, bạn ghi cái mục lại cho anh nè. Cái chỗ này một cái cây đai lớn chưa đủ đâu, mà mình phải có thêm đai là đai cấu tạo bạn, đai cấu tạo. Đai cấu tạo. Đây. Nó nói này, trong cấu kiện chịu nén lật tâm nha. Đấy. Cần cấu tạo cốt thép đai nha. Cần cấu tạo cốt thép đai ở trong khung thép buộc sao cho các thép dọc nha, thép dọc tối thiểu là cách một thành được đặt vào chỗ uốn của thép đai và các chỗ uốn không cách nhau quá 400. Nghĩa là cách một cây cốt thép dọc nha, cắt một cây cốt thép dọc
phải có một cây cốt thép dọc nằm trong góc bo của cốt đài. Cách một cây cốt dọc phải có một cây cốt dọc nằm trong góc bo cốt đài. Vậy thì trong phần của anh nè, cây số 1 có nằm trong góc bo của đài chưa? Rồi cây số 6 có nằm trong góc bo của đài chưa? Vậy đây 2, 3, 4, 5 chưa nằm trong góc bo của đài đúng không? Đúng không? Vậy thì thấy một là anh làm đai nè, đã ra đây rồi, những bạn được nói là anh làm đai móc, đai C. Đai C như vậy nè. Được không? Hai là gì anh làm? Anh hỏi bạn anh làm đai như vậy được không? Được không? Anh làm đai vuông sẽ làm đai vuông như vậy. Được không? Hoặc là nếu thay vì anh làm đai vuông như vậy, anh làm hai đai C được không? Hai đai C được không? Hoàn toàn được. Được chưa? Vậy anh hỏi bạn thay vì anh làm đai vuông như vậy này. Hỏi à? Bây giờ anh không làm đai vuông, anh hết tiền rồi. Anh ăn bớt chút này đi. Làm đai như vậy được không? À. Đây là con. Được sao không biết là bạn. Không là bạn. Đâu nếu mà em nếu mà em nghĩ như vậy là em chồng em làm cái đai như vậy em chồng trên đây còn xuống đúng không anh? Làm đai như vậy mình lắp vô mình móc vô thôi, nhưng mình bẻ ra, ý là mình ra đầu mình bẻ đai như vậy nè. Đúng không? Móc vô mình bẻ vô là rồi. Thì tả mà mình vẫn bẻ đai được mà. Đúng không? Thì làm được không? Anh vừa thôi anh cứ đủ cho trường người khác nữa được không? Anh nhiều quá lỡ bất công bốc lịch sao các bạn? Anh vừa thôi được không? Còn cái này là đai được không? Cái đai này được các em được, nhưng mà vấn đề là như vậy nè, khi mà các em bố trí cái phần bố trí so le, các em hiểu so le không? Cái đai như vậy nè, tốt cái đai á, tốt cái đai em sẽ phải làm như vậy, nhưng mà lên trên các em phải làm gì đây? Các em ngược lại như vậy, hiểu cái này không? Xong rồi lại lại vừa chở về này, sao mà chạy về này, đó mà hiểu em hiểu gì, hiểu gì so, cho nên lúc qua đây lúc qua kia lúc qua đây lúc qua kia, rồi đây vừa đây gì đây, đây tấu, tấu nào thôi mà, đấy, đó, mình cũng bé nữa kêu nó ăn thì nó ăn luôn cái này luôn, nó ăn dày quá, nha, có nhiều khi nó ăn luôn thích dọc luôn, đấy. Thường á chỉ do các bạn mà cái chiêu mà bạn để kiếm tiền ở đấy. Và đây là ở chỗ này nè, các bạn để đừng hiểu nhầm này. Và nói thêm một điều này, khi chiều rộng cạnh tích diện các em không lớn hơn 400 và trên mỗi cạnh không quá 4 cây thép dọc thì các em chỉ cần mấy thép đài đây? Chỉ cần là một thép đài thôi, một thép đài. Ví dụ cột bạn như vậy này. Thì là cột của bạn á là cột bạn 400, kích thước nhỏ bằng 400 nha. Bằng 400. Mà trên cạnh này này, các em chỉ có bốn mấy cây thép này, mỗi cạnh các em có 4 cây đi, thì các em thường dùng mấy đai thôi, các em dùng là một đai được rồi, rồi một đai. Nhưng mà nếu trong trường hợp cột các bạn là cột 400, nhưng mà các bạn có 5 cây vẫn làm sao? Ví dụ 5 cây đi, 5 cây, đây, cột 400 này, 5 cây. Đây này. Được không? Các bạn phải làm thêm gì? Thế thức đài không? Còn trường hợp này á, có hai cái ý kiến hay làm này. Thứ nhất là các em làm đài này. Hai cái đài này. Hai đài rồi đúng không? Còn một trường hợp người ta làm đài rồi nè. Đài hình gì? Đài hình thoi đúng không? Với trường hợp nào luôn? Đúng. Trường hợp đúng. Một trường hợp đài rồi đúng không? Một trường hợp làm đai thoi, trường hợp là đúng. Hai trường hợp này đều đúng rồi. Hai trường hợp này đều đúng. Còn đều là thép đai cấu tạo. Nhưng mà nếu trường hợp mà bạn dùng đai rời á, còn dùng hai đai rời cái hình bên phải của anh á, nếu mà trong trường hợp mà bạn có thiết kế kháng chấn là không được nha. Rồi nếu trong trường hợp bạn có thiết kế kháng chấn là bạn không được dùng cái đai rời và phải dùng đai gì đó. Còn đai thoi, phải dùng đai thoi. Đấy. Có nhiều hàng nó bố trí như vậy nó bị dư đúng không ạ? Có nhiều anh em bố trí như vậy này. Làm gì đây? Thay vì làm đây thôi, thay làm đây rồi làm hai đây đấy, hai đây vuông đúng không? Dư không? Dư nhiều quá được không? Không nhất thiết phải vậy nha. Đúng rồi vậy. Đấy. Rồi, hỏi bạn thêm cái này nữa này, để ý này. Ví dụ như bây giờ này, chỗ này á, bài của anh là 6 cây thì dễ rồi đúng không? Ví dụ bây giờ anh không làm gì như vậy, anh làm gì vậy? Mà nếu là làm đai vuông thì nó đối xứng còn dễ quá đúng không? Bây giờ anh vẽ như vậy nè bạn. Anh vẽ thứ đài thứ nhất này.
cái này thứ hai phải là cái anh vẽ nó không gì đấy, nó không đối, không đối xứng đúng không? Được không? Vẽ không đối xứng, còn trường hợp này là làm được không? Vẽ không đối xứng được không? Vẽ như vậy được không? Vậy công dụng của khép tay này làm gì? Công dụng khép tay thì nãy giờ mình quý khép tay này làm gì? Chống cắt thường thường là khép tay ngoài rồi, cố định khép dọc, chống phình của chống phình bê tông của cột nha. Thì chỗ này á, thế em mũi như vậy vẫn được, nhưng mà thường thường nếu mà em lại mày phải so so le qua lại, hiểu không? So le qua lại là tốt nhất, hiểu chưa? So le qua lại là tốt nhất để trường hợp đó hoàn toàn được nha, hoàn toàn được nha. Đấy rồi, tiếp tục nè, tiếp tục đó là head die của cột nha, head die của cột. Rồi bây giờ nè, bây giờ anh sẽ chỉ bạn là cái đoạn neo nha, neo và nối thép trong cột nè. Để neo nối thép trong cột, đầu tiên là đoạn nối trước nha, đầu tiên là nối trước. Thì lưu ý đoạn nối thép trong cột đó là đúng, bạn phải tính đến theo tiêu chuẩn ra đây nè. Đoạn nối thép trong cột đó mình hay gọi là đoạn lắp á, được không? Bạn phải dựa trên cái công thức này nè, bạn tính toán ra cái chiều dài đoạn lắp của thép cột nè. Ở đây á, bữa trước mình chỉ bạn là neo cốt thép rồi đúng không? Được. Còn nối trong cốt thép là có hai trường hợp này, là nối trong bê tông chịu kéo và nối trong bê tông gì đây? Nối trong bê tông là bê tông chịu nén, à, nối trong bê tông chịu kéo và nối trong bê tông chịu nén. Thì thường thường á, với nối thép cột á là bạn nối trong vùng bê tông chịu kéo hay là vùng bê tông chịu nén? Họ là nối thép cột á là bạn nối trong vùng bê tông chịu nè kéo hay là nối trong vùng bê tông chịu nén? Đấy, vì nó mua máy một cột nè, nối trong vùng nào? Và đấy cột đó là một thớ sẽ là kéo và một thớ sẽ là gì đây? Một thớ kéo và một thớ thớ nén đúng không? Được. Và biểu đồ ba moment của cột này, có ba nè. Và đây có những trường hợp như vậy này, như trường hợp này á là nó đề gì đây? Nó chỉ kéo mấy bên, kéo một bên đúng không? Bên này là gì? Nén. Nhưng mà ví dụ như trường hợp này nè, bạn có biểu đồ moment thằng này nè, mình đứng ở dưới đi. Moment nó có mấy bên đây? Môi nó cả hai bên đó, nghĩa là cả hai bên đều có khả năng bị kéo, cả hai bên đều có khả năng bị kéo. Vì đó, thông thường với cột á, với cột là bạn sẽ tính cho mình á là chiều dài neo thép á, là chiều dài neo thép trong bê tông gì đây, trong bê tông chịu kéo nha, trong bê tông chịu kéo. Và mình tính sơ sơ ra này, đấy vậy omega của mình nè, omega an là bằng 0.9 nè, delta lambda an là bằng 11 nè, lambda là bằng 20 này, và tối thiểu bao nhiêu đấy? 250 đúng không? 250 mình ráp số vô này. Omega của mình á, omega của mình bằng 0.9 này. Đây bằng 0.9. 0.9. Được chưa? Rồi, RS ở đây mình cứ dùng là thép A mấy đi. Thế mình dùng A3 đúng không? A3 RS là bao nhiêu? 365. Delta là bằng 11, được không? 11. Để vậy mình bấm thử cho anh coi nè. Mình tính sơ sơ chỉ dùng một nẻ bùng nổ ra nè. Bằng nè 0.9 nè nhân cho RS của A3 là 365 chia cho RB, bây giờ mình đang dùng bê tông B bao nhiêu? 30 là 17 đúng không? Thấy chưa? Sao bị cái gì ta? Nó bị để chỗ này thôi, đừng nói chuyện nữa, đừng nói chuyện nữa, nó bị mất tín hiệu đi chứ. Rồi chia 17 nè cộng 11 nè là khoảng bao nhiêu d đây? 30.3 d không? Bạn neo 30 d là thiếu á, bạn neo 30 d là thiếu á, nói trước á, được không? Với thép cột á, bạn neo 30 d thì ok, nhưng mà nếu mà bạn nối á, 30 d là thiếu. Bạn nối thường thường chỗ này á, trung bình á, bạn nên nối khoảng 35 d đổ lên.
Ta mà tính sơ sơ thấy nó lớn hơn 30 giây không? 30 chấm mấy cơ mà, được chưa? Đấy. Mà thép của em ạ, thép của bạn á, mà trong trường hợp thép của mình á, cái đường cường độ thép càng lớn nha, cái đường cường độ thép càng lớn này, thì dẫn đến là cái chiều dài nè, chiều dài nối thép nó phải càng gì? Càng dài đúng không? Càng dài nghĩa là RS mà tăng lên á, chỗ này thường thường á, bạn nên nối á, là khoảng 35 đến 40 D. Nhớ nha, đấy, cái chiều dài nối thép trong cột á, là bạn nối cho mình nó khoảng 35 đến 40 D là ok, nha, 40 D là ok. Và lưu ý ở đây á, bạn lưu ý chỗ này, ở đây có một cái câu hỏi này, nó dựa trên cái mà anh vừa tính á, đó là khi mà các bạn nối thép, đa số bạn nối thép ở cột á, là bạn nối thép ở đâu? Ở vị trí nào? Vị trí đầu cột hay vị trí giữa cột hay vị trí chân cột? Vị trí chân cột đúng không? Vậy hỏi tại sao các em được phép nối thép tại vị trí chân cột? Tào lao chân cột không có moment. Ở giữa cột không có moment. Đây là giữa cột bạn không có moment. Giờ ở chân cột mà không có moment là sai rồi. Tại sao bạn được phép nối thép tại vị trí chân cột? Tào lao. Lực cắt cột đó là một hằng số. Lực cắt trên cột là một hằng số. Trả lời tào lao nữa. Chỗ này này dựa trên cái mà anh vừa tính đó. Ở chân cột, nếu mà xét về thi công ở chân cột, dễ thi công hơn ở giữa cột không? Đúng không? Nhưng ở chân cột các bạn phải nối thép là nối trong vùng bê tông chịu kéo. Thì miễn rằng các em nối trong vùng, các em nối trong vùng vùng chân cột được, với điều kiện là các bạn phải nối với chiều dài neo thép là neo, chiều dài nối thép là chiều dài nối thép trong vùng chịu kéo của bê tông, chứ không phải là chiều dài nối thép trong vùng chịu nén của bê tông. Đây. Chưa nói vùng nối xoay mà. Đấy. Đấy nha, đấy. Lý do nối chân cột đó để là do mình đang nối trong vùng bê tông chịu kéo nha, thường đường thép nối chân cột. Rồi, tiếp theo nè. Rồi để tập trung nha. Rồi đừng nói chuyện nữa các em. Rồi bây giờ nè, khi mà các em nối thép á thì thường thường các em phải nối gì đây? Nối so le đúng không? Để nối so le. Vậy hỏi bạn tại sao các em phải nối thép so le? Đấy, như vậy là để từ á, thường á các em nói là các em khi các em nối thép á là các em nối so le, các em nói đúng nha. Nhưng mà các em nói đúng trong một trường hợp thôi, một trường hợp rồi. Để là tiêu chuẩn có nói luôn, các em ghi cái mục vô nè, đúng rồi, tiêu chuẩn có nói gì đó đó đây nè, tiêu chuẩn có nói luôn đây, ở mục 8.9.3 8.9.3 đó nè. Đấy, mối nối lưới này hoặc khung thép hà này cũng như các thanh đấy này, thanh cốt thép chịu kéo này, một lưới một khung thép buộc phải bố trí gì đây? Phải bố trí sau này rồi 8.9.3 trong đó diện tích đối diện tích tiết diện thanh cốt thép chịu lực nha, rồi được nối tại một vị trí hoặc không nhỏ hơn, hoặc chứ không phải nhỏ là nối nhiều L này. Không lớn hơn 100%, không lớn hơn 50% tổng thép đối với thép cân, và thép trồng cân nội như đây là 25%. Sau này các em có làm thép sàn á, thép sàn các em dùng thép trồng cân thép 68 á, thì các em nối được bao nhiêu phần trăm thôi? Nối 25%. Nhưng mà may á, thường thép 6, thép 8 là thép cuộn đúng không ạ? Thép cuộn thì thường có nối không? Cuộn nối là gì đó, nếu có những trường hợp vẫn nối á, có những trường hợp vẫn phải nối, nhưng mà ít khi trường hợp nó xảy ra. Và lưu ý thép cuộn đó là chỉ thép gơ tròn trơn á, là chỉ nối 25% thôi, không phải là 50% nha. Rồi thì chỗ này á, nó gặp một cái điều kiện như vậy nè, các bạn nói là không hề sai, nhưng mà thường thường á, nếu mà vào chỗ này tiêu chuẩn nó không ghi kỹ chỗ này này, mà nó ghi ở trong cái cấu tạo bê tông cốt thép các em. Các em nối so le là đúng nha, các em nối so le là đúng á. Nhưng mà các em lưu ý chỗ này nè. Nó nói là trong cấu tạo bê tông cốt thép mà nó nè. Nếu trong trường hợp này, đấy, cột các em nha, đấy, cột các bạn là cột chịu nén trung tâm.
nghĩa là nói là trung tâm là đúng tâm các bạn đó. Đấy, cột chịu nén đúng tâm và cột còn chịu nén từ tâm nhỏ, thì dù thép ở trên một cạnh cột là bao nhiêu, các em cũng nối như thế nào, nối một vị trí lối nha. Nếu cột các em là cột nén đúng tâm hoặc nén là tâm nhỏ thì bất kể cái gì đi nữa các em cũng nối là sao, nối cùng một vị trí, không cần thiết phải bố trí sau này, nhớ nha. Đó là lý do mấy ông đi thực tập nhà phố mấy ông hạn chế là mấy ông kêu công nhân bố trí thép sole giùm tôi nhá, được không? Thường thường với mấy công trình thấp tầng á, thấp tầng nha, đi à, thường thường cái tải gió nó không có lớn, gió nó không lớn, dẫn đến một trường hợp á là đa số công trình thấp tầng các em á là rơi vào trường hợp của nén là một là nén gần đúng tâm, nén là tâm rất bé các bạn, là tâm rất bé, và trường hợp thứ hai là trường hợp cột là cột nén là tâm nhỏ, là tâm bé thôi. Đây này, bây giờ còn nhớ vậy bạn như thế đó là có ba trường hợp là tâm đúng không? Thứ nhất là tâm gì đây? Thứ nhất là tâm gì đây? Là tâm rất bé đúng không? Mà là tâm rất bé thì tính gần như gì đây? Tính gần như là nén đúng tâm. Trường hợp thứ hai là tâm gì đây? Là tâm bé. Và trường hợp thứ ba là tâm gì đây? Tâm lớn. Thì chỉ duy nhất cái trường hợp là tâm lớn á thì các em mới bố trí thép so le thôi, đúng nhỉ? Chỉ duy nhất trường hợp nén là tâm lớn á các em mới cần bố trí thép so le. Còn nếu trong trường hợp á là cổ em là nén là tâm bé hoặc cổ bạn là nén là tâm rất bé thì bạn không cần bố trí thép so le đâu. Đây mình mở cái chỗ cái tính cổ cho bạn coi này. Đây, các em thấy chỗ này nè, gần như các em để chỗ này nè, gần như tất cả các cột của anh á nó đều rơi vào trường hợp nào, LT, LTRB là gì, là tâm rất bé đúng không, còn LTB là gì, là tâm bé. Thì có mấy trường hợp mà đấy, những cái trường hợp mà cái hàng thép nó đội lên rất lớn thì rơi trường hợp gì đấy là tâm gì lớn, thì những trường hợp đó các em mới cần bổ trí hết so bây giờ các em mới cần bổ trí hết cho này. Còn những trường hợp còn lại sao, bổ trí sao lỗ sao trăm phần trăm được, do trăm phần trăm được đấy nha. Cái cột này nè, cái cột này á, cái cột là tầng, cái cột mà ba cột mà là tâm lớn á là rơi vào ba trường hợp mà thép thì sao đây, ba trường hợp thép rất là lớn đúng không, thép tầng trên nè, thép đột một biến thăng lên nè, được chưa? Đấy đó, và lưu ý so le đây này, cái cột nối nếu mà nối như vậy nè, đấy các em nối như vậy á là người ta sẽ hiểu là các em nối tại cùng một vị trí. À, nếu các em nối như vậy, các người ta sẽ hiểu các em nối là nối cùng vị trí, được không? Còn nếu là nối sau le thường được các em bố trí như vậy nè, đây nè, như là cái đoạn hai đoạn nối là như không như là đây, không được trùng nhau đây, đây người ta gọi nối sau le nè, đây là nối sau le như vậy nè, như cây thứ nhất nè, cây thứ nhất là anh phải đổi một cái màu khác, màu đỏ đi nên màu đỏ nó trùng trùng cái màu này khó nhìn lắm, đây, đây nối trùng sau le như vậy nè. Cái thứ nhất các bạn kéo trùng mặt sàn nha, trùng mặt sàn rồi bạn kéo lên một đoạn đây, được không? Sau đó là làm gì, bạn trồng cây thứ hai, bạn trồng trên này, trồng xuống đây, trồng đây, nối lát cây thứ nhất, hiểu như thế này không, nối lát cây thứ nhất rồi cái thứ ba này kéo tới mặt sàn nha, không kéo tới đây mà phải kéo tới đây, để ý này, bạn nhìn cái cây này nó kéo tới đây này, bạn nhìn cái hai đoạn lát này, bạn nhìn thấy hai đoạn lát không, đây là một đoạn láp này, đúng không? Đây thêm một đoạn láp này, đấy. Hai đoạn láp này á, cái đoạn láp thứ hai này nó nằm bắt đầu từ giữa đoạn láp thứ nhất không? Hiểu không? Đoạn láp thứ hai này bắt đầu từ giữa đoạn láp thứ nhất này, được chưa? Thì chỗ này á, nối trùng so le đúng là bạn nối như vậy nè. Cái cây thứ hai á, bạn kéo tới sàn mình nè, kéo sàn mình nha, bạn kéo tới giữa của đoạn láp thứ nhất, được không? Sau đó kéo thêm một đoạn bằng gì đây, bằng chiều dài đoạn, bằng chiều dài lát nữa, sau đó bạn trồng cây trên này xuống này, trồng cây trên này xuống đây, tới giữa đây đó, lát vô lối vô, được chưa? Đấy, cái đoạn giữa hai này, đây này, cắt này rồi. Đây cái đoạn giữa này là chính bằng một nửa chiều dài là lối các em ạ, được. Nếu mà các em nối 35 d nó sẽ là, nó là 17.5 d. Còn nếu kem nối 40D tức là thế nào đây? Tức là 20D của bạn ạ, được chưa? Đấy, tức là 20D của bạn. Nghĩa là nối sau đây nối đúng á là như vậy nè, là các đoạn lát thứ hai á nó bắt đầu từ đâu đây, từ vị trí nào đây, từ giữa đoạn lát thứ nhất, và khoảng cách giữa hai tim đoạn lát này vẫn chính bằng là gì đây,
chính bằng một đoạn lát là ok rồi. Còn thường thường các bạn bố trí như vậy nó bị dư này. Các em ăn thấy các em hay vẽ như vậy này. Cái trường hợp các em hay vẽ như vậy này. Đúng không? Là nghĩa là đoạn lát thứ hai các em bắt đầu từ gì đây? Hết đoạn lát thứ nhất các em muốn sau này. Cái này không phải người ta còn nối sau này, cái này người ta còn nối tắt khỏi vùng trường, nối tắt ra luôn. Cái này không phải nối sau này. Sau này là chỉ cần nối là tại vì 50% á, được không? 50% chiều dài là mình sau này được rồi. Bây giờ đấy, thường các bạn nối trong trường hợp thứ hai á, như trường hợp anh vừa vẽ anh nối ra đây cho nó khỏi dính cái hình của anh. Đây này. Các bạn hay kéo như vậy này. Chính đến thực tế cái chiều dài nối thì như thế nào bạn? Chiều dài nối thép thì cũng như thế nào? Nó cũng giống nhau. Đúng không? Chiều dài nối thép cũng giống nhau thôi. Chẳng qua là cái vị trí mặt cắt nó khác nhau. Không, vị trí mặt cắt nó khác nhau. Chính đến ví dụ như vậy nè. Bây giờ nếu các em dùng 25 này, phi 25 nha. Phi 25 các em nối 40D là các em phải nối bao nhiêu? Phi 25 các em nối 40D các em phải nối bao nhiêu? Nối 1 mét đúng không? 25 40D mà nối 800 đứa nào đấy? Đấy, là 1 mét. Được, nếu mà các em nối tắt kiểu như vậy nè, là cây thứ nhất á, các em nối lên một đoạn á là 1 mét. Được không? Cây thứ hai á, nó chậm thêm một đoạn 1 mét là bao nhiêu mét? 2 mét, lúc đó các em phải bắt dàn giáo trong nối không? Đúng không? Phải bắt dàn giáo bạn nối. Mà cây phi 25 á, một mình ông cầm nổi không? Ở hai thằng cầm đúng không? Xong hai thằng buộc nữa. Các em thấy tốn công không? Đó là lý do tại sao anh nói các bạn là thường những cái cây mà phi trên 20 á, người ta nên nối gì? Nó còn cúp lơ, nó còn ren á, được cúp lơ thì nó sẽ dễ nối hơn và tiết kiệm công của bạn hơn. Mặc dù sao em? Cúp lơ thì nó có cái kiểu của nó hết rồi á, nó luôn luôn có một cái là cái cường độ cúp lơ nó phải cao hơn so với cường độ thép các em. Nhưng khi phá hoại là không bao giờ phá hoại cúp lơ mà phải phá hoại thép của em. Ví dụ thép các em á, thép A3 FI á, giới hạn chảy là 390 thì cúp lơ á, giới hạn chảy khoảng 500 nha. Nhưng khi mà xảy ra sự cố phá hoại á, luôn luôn phá hoại cúp thép trước, không bao giờ được nguyên tắc á, là phá hoại cúp lơ. Đây nè, ví dụ bây giờ phi cúp lơ phi 25 các bạn nè. Đây là phi 25 người ta tính sơ bộ nè. Phi 25 á thì giá cái ống ren á là 23.000 nha, được không? Đấy. Rồi. Chỗ này nè. 23.000. Cái khối lượng nhân công rồi máy ép ren nói chung là nó tính tất cả đó, được không? Đơn giá này nọ đó. Thì nếu mà phi 25 á chuyện hoài. Bạn đi tí cho bạn nó chỉ cho cái này thôi, sau nói lung tung bây giờ. Mấy thằng này ra ngoài mà anh gặp anh giám sát bắt cho chết. Xác định bỏ Thái Bình đúng không? Xác định mày rồi. Đấy. Tiếp nè. Nó là 31.000, được không? 31.000 hoặc là phi 20 là khoảng 19.000. Thì bạn tính ra cái lượng thép mà các em mất đi á, cái lượng thép mà các em nối á, các em coi với cái giá này là nó bao nhiêu tiền. Được. Bây giờ anh hỏi cái cây thép phi 25 các em biết là nó bao nhiêu ký một mét không? Nếu mà các em không biết các em lên Google á, có cái bảng tra đó bao nhiêu ký một mét. Được không? Các em nhân sơ bộ đi là khoảng thép đi khoảng 16.000 ký. Được chưa? Các em tìm ra được cái giá thép các em mất. Thì các em sẽ thấy rằng như vậy nè, là 1.87 anh đâu tính kêu tính 1.87 đâu, tính lệnh mất thôi mà em. Thôi đây tính người ta tính luôn nè. Thế nè, cái cây phi 25 nè, thường được các em nối á, nếu mà các em nối là 40D nè, 40D là mất bao nhiêu mét đây? 1 mét đúng không? Thì giá mỗi nối buộc nè hết là khoảng bao nhiêu ngàn đây? 55.000. Mà nếu mà các em tính á, nối ra là hết bao nhiêu đây? 31.000 đúng không? Thì gọi là thu lại được là 24.000 không? Nghĩa là một mối các em là tiết kiệm được 24.000. Thực ra mà đâu phải công trình các em nối một cái. Được không? Đấy, vấn đề các em phải có cái bảng so sánh giá. So sánh giá mà các em thấy người ta không bao giờ người ta không có thằng điên là so sánh là từ bao nhiêu? Từ phi 12 á. Không có thằng điên là phi 12 mà nối ren đó, mà phi 12 là nối gì? Nối buộc hết á, phi 12 14 nối buộc hết á. Mà người ta chỉ so sánh từ 20 đến phi bao nhiêu đây? Phi 32 là vậy. Được không? Người ta chỉ so sánh những cái đường kính là phi lớn thôi. Đấy. Vì thế với những đường kính á, mà khi mà chiều dài nối chồng lớn á, các em nên suy nghĩ đến phương án nối gì? Phương án nối cúp lơ. Được không? Cúp lơ. Mà anh thấy là 10 cái đồ án á, thì 10 cái đồ án một bay là vẽ gì? Nối gì? Nối buộc hết. Mặc dù nhiều đứa nó dùng tới phi 32 nó vẫn nối gì? Vẫn nối buộc. Được chưa? Đấy.
Không, không phải đỉnh cột, không phải nói đỉnh, nói ở giữa cột. Ở giữa cột em. Cúp lơ là các em sẽ nói ở giữa cột đây nè. Ấy. Nối theo nè. Đấy. Cái nguyên tắc nối theo á, cái trường hợp ban nãy là nối ở chân cột đúng không? Đường đấy các bạn này nó kêu nối ren, nó ở đầu cột, anh em lưu ý này. Nếu công trình của em á có thiết kế đến tải trọng động đất. Nhớ nhá. Nếu công trình các em có thiết kế tải động đất, có hai cái vùng các em không được nối hết. Không được nối nha. Đó là vùng chân cột và vùng đầu cột. Nhớ nhá. Nếu công trình các em có thiết kế tải trọng động đất, các em có hai vùng các em không được nối, đó là vùng chân cột và vùng đầu cột. Ở chân cột ở đấy nè. Mà người ta gọi là cái vùng L0 các bạn. L0. Người ta gọi là cái vùng đây nè, các bạn nhìn thấy cái rõ hình này không? Cái vùng này nè. Vùng L0 trên L0. Hai vùng này nè, là hai vùng các em không được nối. Không được nè. Hai vùng này kích thước của nó là sẽ là 1/6 chiều cao thông thủy của cột. Nha. Hai vùng L0 sẽ có ba cái thước, 1/6 chiều cao thông thủy của cột, trên này có nói nè. 1/6 chiều cao thông thủy của cột nè. Kích thước lớn của tiết diện cột và bao nhiêu đây? Và 450. Nghĩa là L0 bạn đã cho nó kích thước lớn nhất trong ba kích thước này. Đó là 1/6 chiều cao thông thủy của cột. Kích thước lớn của cột và 450. Trong vùng đó keo không được nối hết. Không được nối hết nè. Vậy cột hầm của em ở nhiều? Chắc cột hầm rất là phải 1 mét. Nó là vậy mà đau lấy một định hình đúng không? Cái định hình đúng không? Nhưng mà tầng trên nó là thép lấy đúng không? Thép thường đúng không? Cái thép thường thép cấu tạo. Thép thường nó thép cấu tạo trong nước. Nằm tóc đao đúng không? Vậy thép tóc đao là cái cột thép hình á, mới là thằng chịu lực. Hiểu không? Tóc đao á, cột tròn đúng không? Cột vuông được, cột tròn cũng được, nhưng mà cái cột tóc đao á, nói rồi là cái cột thép là thép hình thì cho cột lực. Được không? Còn những cây này thì là cây gì thôi? Cây này thì cây bình thường. Là cây cấu tạo chống nước bê tông đấy mà thôi. Đâu? Nếu mà nó không đúng, em đúng đúng là khi xảy ra sự cố nó phá hoại ngay đó sao? Không, vấn đề là anh ấy tưởng cái cột là cột chịu lực thép, thép dọc bình thường. Còn nếu mà cột tóc đao là thép hình thì là chịu lực chính. Còn cái thép kia là cái gì? Cái là cái gì? Thì cây là cái chống nước thôi, nên nối để không sao. Còn nếu mà cái cột của em là cột thép, ví dụ em dùng thép cái thanh thôi á, cái thanh thôi nha, bắt cái chỗ đó là làm được gì rồi đó. Là nguyên tắc không được nối trong cái hai cái vùng cái hình chẳng bà đó. Đây nè, ta làm tư vấn giám sát để này bắt vào nó ngay này nè. Không được nối thép hai vùng đầu cột và vùng chân cột luôn nha. Không được nối nếu mà công trình của em á nằm ở Hồ Chí Minh mà những công trình dài cao tầng á, là thường á phải xét đến tải trọng tại tầng đồng để không được nối ở đó. Hoặc phải nối đâu đây? Nó đâu? Rồi, cột. Rồi, hiểu rồi. Không nói sớm làm trái lộn. Ờ, làm chửi quá trời chửi. Sao? Nhưng mà nói thế thì còn nối ren á, nó ren á thì mình nói dễ hơn. Sao em? Là nó lát gì? Nó lát nếu mà nó nhỏ thì xóa cho hơn. Mà bắt buộc từ đường như vậy nè, bắt buộc nếu công trình động đất là phải nối từ dưới cột. Được không? Nếu mà công trình động đất là bắt buộc em dù em nối lát, nối ren á, em phải nối đâu? Nối dưới cột. Vì thế từ bắt cũng vậy. Được bỏ đâu? Em phải đặt biết là cái chờ tới đây này. Em nói em đang nó lát đúng không? Em là chờ ra để xong chồng cái trên mà phải nằm ở bên giữa này này. Chứ không được nằm ở đâu đây. Cái thông thường á, cái công trình nào để này, công trình nào mà bạn thiết kế kháng chấn á, thiết kế kháng chấn nha, thì thường á là các bạn nên nối ren chứ ít ai mà nối cái buộc. Đó, ít ai nối buộc nè. Đi các bạn có gặp nối hàn bao giờ chưa? Nối hàn á, đấy. Tập lao. Có công trình em gọi lại nha. Kẻ đi. Rồi, thường thường nối cột đó là nối chồng hoặc là nối ren thôi. Nối hàn thì ít. Rồi bây giờ á, rồi mình vừa chỉ cái đồ chỗ này thêm cái này nữa này, mình nói luôn nội dung này nè. Đấy nè. Khi
Khi cái góc nhấn, nhớ nha, khi góc nhấn các em á mà nhỏ 1/6 á, thì các em sẽ nhấn cái thép ở trên lên nha, sẽ nhấn cái thép ở dưới lên nè, được không? Và cái thép ở trên á là các em chồng xuống, các em nối. Và khi cái góc nhấn nè, cái góc nhấn thép nha, mà lớn 1/6 thường thường á, bạn cứ nhớ như vậy nè các em. Khi cái cột các em bóp á, em bóp nha, mà lớn hơn 100 này, được không? Lớn 100 thì thường thường các em sẽ làm gì? Cái cây thép dưới để nè, cây thép dưới á, các em sẽ neo ở đâu đây? Neo ở đâu đây? Đấy, thường các em bẻ sai chỗ này nè, một bài bẻ kiểu nở hoa nè, bẻ đây nè, một bài bẻ ở đây nè, được không? Thường một bài bẻ ở đây, thường đúng á là cái bài bẻ như vậy nè, là nguyên tắc á là thép cột các em phải neo vào nút của khung, nha. Nguyên tắc của thép cột đó là các em phải neo vào nút của khung như vậy, nghĩa là các em phải bẻ vào nút đây, chứ các em phải bẻ vào đâu? Không phải bẻ vào, các em phải bẻ vào đâu đây? Bẻ vào nút cho nó chính xác, nha. Bẻ vào nút cho nó chính xác đấy. Và lúc này á, khi mà chiều dài, bạn nào em, bạn từ đây, tới đây đúng không? Đâu? Đây. Đây. Đây hả? Đây đến đây đúng không? Cái này miễn rằng là từ đây đến đây của em đủ chiều dài neo cột 40 đêm là ok. Đúng rồi. Thế là làm như vậy phải neo vào đâu? Người ta vào lúc chứ không được bẻ qua đây. Theo không được bẻ qua đây được chưa? Có nhiều thằng á nó chơi kiểu như vậy nè các bạn. Đấy. Đây là có nhiều bạn nó cái dầm các bạn nhỏ mà cây thép của bạn lớn á, được không? Nhiều khi cái mẻ như vậy là cái cột biên á, cái mẻ kem đâu có mẻ dài đây được nữa, đúng không? Cột góc á kem đâu mẻ dài đây nữa, tới đây là hết cái cột của em rồi, đúng không? Hỏi bạn bẻ như đây được lần nữa, để xuống đây được không? Hiểu hiểu ý tưởng cái này không? Bọn mày nhìn cái chế đâu mày, chế lung ta lung tung, mỗi lần chế xong lên xong rồi thầy về sửa xong rồi lại về than thở với em, nó bay bẻ như vậy này. Không có bẻ như vậy nhưng mà có nội. Đây nè, nói là khi chiều dài neo các em đang tính á, chiều dài neo là các em để thẳng. À, thì khi mà các em bẻ quặp như vậy là chiều dài cái tăng cái hiệu ứng gài móc vào bê tông không? Nó sẽ giảm dài neo các bạn. Không? Thì chiều cũ nó không có nói là cái vụ mà giảm dài neo. Nhưng mà chiều mới á là khi mà các em cấu tạo vùng neo như là bẻ L này, được không? Hoặc là bẻ 135 độ á, nó cho phép các bạn giảm 30, không quá 30% chiều dài neo là vậy đó. Không có 30% chiều dài neo đấy. Thì bốn mươi không đủ bốn mươi d đúng không? Không đủ bốn mươi d có một cách là như vậy nè, có một cách nha, là kem phải neo như vậy nè, kem neo tới đây nè, được không? Có một cách đó, có nhiều người, hai người người ta làm như vậy nè, người ta bẻ tới đây nè và người ta phải neo vào đâu đây? Neo vào dầm, nghĩa là cái chỗ này mình phải kéo băng qua gì đây? Băng qua dầm. Đấy, băng qua dầm. Đấy. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà nếu mà sao em? Có chứ. Tốt nhất là nằm đâu đâu thôi. Nằm trong, càng sâu nằm trong cột là càng tốt. Mà thường thường là đủ, ít khi là không đủ lắm. Ví dụ bây giờ á, cái cây cột kem á bèo bèo cũng phải 400. Đúng không? Bèo bèo 400 đi. Thì kem kéo được là 3, ví dụ cái anh trừ 2 lớp bê tông bảo vệ 2 đầu đi. Thì anh cho anh trừ anh được 300 đi. Làm miếng cột đồng 200. Cột tầng thượng nữa là phí lại nhỏ. Phí là nhỏ, đo phí là nhỏ. Anh đang tính là phí 25 á, anh đang tính phí 25 1 mét. Được không? Thì nếu mà cột của em 300 đi. Cột em 300 nhá, dầm em 600 vẫn đủ. Dầm 600 vẫn đủ. Được chưa? Cái đó thường thường nó bao nhiêu các em? Bao nhiêu? Còn nếu mà thiếu nữa thì các em kéo vô cột. À, kéo vô dầm, nó vô sàn. Rồi chỗ này nè, nhớ là khuôn phải đặt cái thép chờ nha. Đấy. Rồi, đó là thép dọc của dầm nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn đi tính toán cốt. Cốt đai của cột nha, cốt đai của cột. Cái cốt đai của cột đó thì thường á, bạn chỉ cần đặt cấu tạo đủ rồi. Được không? Nhưng mà trước khi bạn đặt cấu tạo á, bạn phải làm gì? Bạn phải tính ra đã. Được không? Nó nói như vậy nè, thép đai anh đặt theo cấu tạo. Được không? Mình cấu tạo bao nhiêu? Dạ, phi 10 là 200. Trước tiên các em phải tính ra cái khả năng giữ cái bê tông đã.
Rồi tôi sắp ra cột này. Bước thứ nhất này. Đó, bây giờ đi kiểm tra. Kiểm tra khả năng của các cột bê tông. Điều chỉnh thành các bê tông là quy mắc nhỏ hơn phi b 3 nhân lên 1 cộng phi n nhân r bt nhân b nhân h 0. Các điều kiện khả năng chịu cắt của bê tông. Rồi. Rồi, trật tự đấy. Cãi với nó làm gì, cãi không có lại đâu. Rồi, quy mắc á, đấy nè. Đấy, quy mắc là cách lớn nhất nha. Thì đây á, khi mà bạn kiểm tra cái khả năng chịu cắt của cột á, các bạn không cần kiểm tra cho tất cả các cột đâu. À, bạn kiếm ra một cái cột nào mà lực cắt lớn nhất á, bạn kiểm tra là được rồi. À, kiếm ra một cái cột cắt lớn nhất là kiểm tra là được rồi. Thì bạn vào tab, bạn sâu nhân moment, sâu biểu đồ lực cắt này, display này, Hotchkiss diagram này, frame pier spandrel này. Cho người ta bạn. Thì lưu ý đấy nè, thường á khi mà bạn kiểm tra cái lực cắt của dầm á, thì các bạn hay dùng là shear, shear 22 đúng không? Nhưng riêng với cột á thì bạn nhớ là có hai cái luôn là shear 22 và shear 33. Bạn lấy cái thằng nào mà lớn hơn. Ví dụ bây giờ shear 22 của anh á, chỗ này nè, trung bình á là 156 nè, và shear 33 á là bao nhiêu đây, 137 đây, 139 đúng không? Đâu à, của shear nào lớn hơn? Shear lớn hơn. Không, chỗ này để này, không. Đấy, chỗ này á, cái lực cắt á, khi mà kem kiểm tra, kem cũng không lấy combo bao nha. Đấy, lưu ý, từ dầm á, là lực cắt kem dùng combo bao. Nhưng mà lưu ý, cột để này, cột kem không được dùng, lực cắt kem không được dùng combo bao. Tại vì đây kem để này, có một cái quy mắc và cái phi n này. Phi n là hệ số kể đến ảnh hưởng của lực dọc. Nghĩa là cái riêng cái cột đó là kem xét đến cái ảnh hưởng của lực dọc, nên xét ảnh hưởng lực dọc á lên cái khả năng chịu cắt của bê tông. Vì thế kem không được dùng combo bao đâu. Anh đừng bao ở đây chủ yếu để anh kiếm là thằng nào lực cắt như thế nào, lực cắt lớn nhất thôi. Đấy rồi anh chọn. Bây giờ anh thấy cái cột này là cắt bự nhất, thấy không? Và xe là xe bao nhiêu đây? Xe là xe 22 không? C22. Các bạn cứ nhớ như vậy, cách khép mà bọn bay mà lười á, mày nhớ như vậy nè. Kem tính khung ít á, tính khung là phương ít nha. Đường C22. Kem tính khung là phương y. Thường á nó là C33. Đi vô ngó gì hết.
ra đời đến này anh thấy biết làm bánh rồi. Nói rồi, anh đi làm nha. Chú mày đúng rồi. Anh em nó muốn là rồi tiếp để thôi từ từ đâu mà để bây giờ cái cột này là lực cắt nó bự nhất đúng không, anh sẽ xuất lực cắt của thằng này ra nhá. Rồi cái cột anh đang coi là khung trục B này, trục B anh mời tác ra bạn làm nha. Để xuất một cái cột là kiểm tra một cái cột này, mà nếu mà cái cột này thoải tất cả các cột khác sao nó đều thoải đúng không. Display này show table rồi vào alagit này, alagit vào region này, vào region và frame region và chọn là column force nha, column force. Rồi lít chuột phải lên chữ table, chọn modify option nha, modify option load button chọn là none, load scale cũng chọn là gì đây none. Và combo các em lưu ý bây giờ các em chọn là combo thì combo 1 đến combo 9 thôi. Ban nãy mình coi combo 3 option thì mình xác định được thằng nào mình cắt lớn nhất thôi, giờ mình xuất một thằng đó là rồi được. Và xuất lại là không xuất combo 3, và xuất từ combo 1 đến combo 9 mấy ông đồ nó mở bài ra. Mình gắn tải theo chuẩn á, nhưng mà khi mà mình tổ hợp này để ta xuất ra chúng ta chửi tiếp này. Khi mà em tổ hợp cái combo tính tải đây nè, em đã nhân hệ số của tải chưa? À, có một thằng mới nhắn tin là ta chửi thêm một thằng như điện thoại này. Đấy. Nghĩa là anh gắn tải theo chuẩn đúng không em, nhưng mà khi anh đưa cái combo là anh nhân hệ số chưa? Anh nhân hệ số rồi. Không, nếu mà chỗ này á là cái mô hình cái xếp á thì em làm hai mô hình, một mô hình tại tính toán này tính thép, một mô hình tại tiêu chuẩn em tính gì tính bóng nước. Nhưng mà đợi cái mô hình là anh đang làm mình đúng là gì, anh gán tả tiêu tiêu chuẩn và tổ con mô để mà gì đây, tổ con là chủ yếu trong bài này em chỉ tính gì thôi, tính thép dầm mà tính thép của cột đúng không, em có kiểm tra bóng không, bóng nước em làm cái sàn mà đúng không, là cái sàn rồi em có chỗ nó bên này đâu, máy bây giờ bên đấy em thấy hết rồi. Ừ. Bên đấy em thấy cái trường hợp anh nói đó là
chỉ còn ở trên nó là 20 cây, ở dưới là bao nhiêu cây? 16 cây đúng không? Thì em làm gì? Cũng thấy là theo trước được không? Nhưng mà phải giữ một cái cổ lên nào. Đâu, những cái cây nào ở dưới hình kéo lên? Những cây nào từ hình kéo lên đúng không? Ví dụ bây giờ cái cổ biển của em, ví dụ là một ngà, ngà 6 đi. Giờ ngà 6 em làm 20 cây thép đi. Cái cổ từ dưới đây là một ngà, em làm là 16 cây thép đi, là em thiếu ra cái 4 cây đúng không? Bốn cái đó em cắm vào cái đông. Nhưng mà anh làm có mấy chuyện mà cổ trên nó không lọc lòng cổ như thế nào? Ủa, mình cái bê tông lọc lòng thôi rồi. Bê tông lọc lòng rồi. Chỗ này đã chọn cho em coi, không để ý hả? Đó, lo cãi nhau không à? Đây nè, chỗ này bạn, ủa đâu, chỗ này anh chọn. Đây nè, bạn đang chọn chỗ này cho các em coi, đó là chỗ này anh chọn, thay vì anh chọn là 16 cây 25 nè. Anh chọn 20 cây bao nhiêu đây? 20 cây 22 nè, nghĩa là ở trên đây 20 cây, dưới đây bao nhiêu đây? 16 cây là được. Miễn rằng là cái điện cột, tiếp nhận cột ở dưới em phải to cột trên là được rồi. Sao cột dưới bé hơn cột trên được? Lúc đó anh nói rồi, riêng cái cột viên đó em tính đi. Em tính thì chưa chắc nó bé đâu, em chưa tính mà. Tính rồi, tính đi chưa. Em mới tính gần cho tính mà, là gần cho động đâu mà tính. Nè. Đấy. Rồi, để chỗ nè. Bây giờ mình xuất cái này sang cái sale mình làm nè. Export to sale nè. Rồi và xuất cái bảng cách sang cái sale dùm anh đấy các bạn. Rồi. Bấm vào tiêu đề nè, bấm tiêu đề nè, vào data chọn filter nè, data chọn filter nè, đây, data chọn filter. Rồi ở đây có hai cái là V2 V3, bạn sort cho cái V2 lớn nhất. Cái V2 lớn nhất gửi của nó là 156.4 nè, 156.4 đây, V2 lớn nhất đây. Và lưu ý là bạn thấy một cái V2 lớn nhất á mà bạn ra được cái ba vị trí đúng không? Ba vị trí là vị trí 0 nè, vị trí 1.5 và vị trí bằng mấy đây, bằng 3, rồi 3 vị trí lận đấy. Tại vì lưu ý để nè, cái lực cắt á, trên một tầng á, nó luôn luôn là một hằng số nha. Với cột nha, lực cắt nó luôn luôn là một hằng số. Vì thế 3 này bạn thấy lực cắt giống nhau, nhưng mà 3 lực dọc như thế nào đây? 3 lực dọc và 3 cái moment nó sẽ khác nhau, được, 3 lực dọc 3 moment khác nhau. Vì thế lưu ý chỗ này nè, cái phi n là hệ số kể đến ảnh hưởng của lực dọc, lưu ý nha. Phi n là số kẻ ảnh hưởng dọc. Lực dọc của bạn càng lớn thì khả năng chịu cắt của bê tông càng gì? Lực nén của bạn càng lớn á, khả năng chịu cắt của bê tông càng gì? Càng tăng lên đúng không? Càng tăng lên. Vì thế chỗ này á, bạn đừng lấy vị trí 0, và là lấy cho bạn vị trí số 3 này. Vị trí số 3 ở đây. Số 3 đây chính là vị trí trên đầu cột á, trên đầu cột. Lấy cho vị trí số 3 vị trí đầu cột, chứ không lấy vị trí 0 nha, vị trí chân cột. Lưu ý điều này. Và lực dọc ở đây các bạn á, là ký hiệu mang dấu âm á, là lực nén, không phải lực kéo nha, lực nén. Rồi, và đây quy mắc của anh á, là 156.4. Quy mắc của mình là bằng 156.1. Đơn vị là kilonewton. 156.4 được kilonewton. Rồi. Phi V3. Phi V3 là 0.6. Bạn nào làm tiêu chuẩn 2018 nhớ là phi V3 bằng bao nhiêu? Rồi tiếp nè, RBT ở đây á, mình dùng hình quay trong B30 này đấy, thì RBT bằng 1,2 MPa. Rồi cột mình tiết kiệm bao nhiêu đây, thì mình vô một cái tab mình coi lại chút xíu, cột tiết kiệm bao nhiêu đây, cột mình đó là cột bao nhiêu đây? 600 B bằng 600 nè, 600 và H á, cũng bằng 600. Cái H0 thì bằng gì? H0 bằng H trừ cho A đúng không? H0 bằng H trừ cho A thôi. Thì bằng 600 nè, trừ cho 50 bằng 550 mm. 50 mm. Đấy. Rồi, ở đây có cái duy nhất là cái phi N mình chưa biết nè. Đấy, phi N mình chưa biết. Đấy. Phi N. Cái này quy mắc là bằng 156.4 nè. Và N tương ứng luôn, N tương ứng của nó là 220.4 nha. Đối với N với N tương ứng nha, N tương ứng bằng 220.4, đơn vị là kilonewton.
Rồi tiếp này, phi n, phi công thức vô này. Phi n là bằng 0,1 nhân n chia rbt nhân b nhân h0, và phi n nhỏ không được lớn hơn 0,5. Đây là hệ số kể đến ảnh hưởng của lực nén nha. Đối với lực nén trong tiêu chuẩn mình đó là công thức 73 đó. Mà là 78 các bạn, 78 cũng 7 luôn. Đây. Lực nén này là 0,1. Còn lực kéo mà lưu ý chứ là nếu mà lực kéo là phải bao nhiêu rồi đây? Lực kéo chứ là phi n sẽ có dấu trừ mà là 0,2. Bằng này 0,1 nên n là 220.4 này. Chia cho rbt là 1,2 này. Nhìn b là 600, b là 550, b là 600 này. H là 550 này. Rồi. Bằng bao nhiêu bấm máy của chỗ này phải chứ là nhân lên 10^3 nữa để đổi ra đơn vị Newton. Rồi đơn vị. Rồi bấm nhanh cho nó bằng bao nhiêu? Thì 5,7 24 × 10^3 0,06. Ờ, 0,06. Tại điều kiện nhỏ 0,5 không? Phải đúng không? Ở chỗ này á, bây giờ mình có phi n rồi đúng không? Bây giờ mình suy ra, chia ra phi V3 nè, bạn bấm bên phải không? Tương đương cái mấy bên phải là người ta gọi là QB0 nha. B0. Còn phi B3 là 0,6 nè, nhân cho 1 cộng phi N, 1 cộng 0,06. Nhân RBT là 1,2, nhân B là 600, nhân H0 là 550, nhân 10^3 rồi như vậy nữa. Kết quả QB0 là nhỏ bao nhiêu? Đó, ít nhất á thì là tính khúc đa á, là tính một thằng ra. Tính một thằng ra kiểm tra ra. Thì lúc đó mình mới cũng chỉ là đa cũng tạo được. Thì công thức số bao nhiêu rồi? Bây giờ tự coi. Thằng gì đó cô đứa nó đang làm trên bản á. Nó nghĩ có vậy. Gì học tập học luôn. Hồ sơ chưa tốt nghiệp đẹp. Thiệt á, nó chuột chơi game nó sung hình tí. Nó bằng bao nhiêu không ạ? Bấm máy dùng bao nhiêu không ạ? Bấm máy. Sau này các bạn muốn là muốn nhớ ví dụ như bạn muốn là thành bộ minh hoặc là bạn muốn làm giống như cơ quan này hành chính nhà nước ấy, bạn đi học quyền học luôn đi học. Còn lại thì bạn bán 228.96 bao nhiêu? 228.96 rồi 228.96 đơn vị là kilo newton rồi, nó lớn hơn quy mắc không bạn? Lớn quy mắc bằng 156.4 kilo newton. Với kết luận chỗ này mình chỉ bố trí thép đa gì? Bố trí thép đa giải cấu cấu tạo thôi. À, cấu tạo được chưa? Bạn phải kiểm tra ít nhất một cái thôi nha. Bạn kiểm tra ít nhất một cái, sau đó bạn mới bố trí đai để cấu tạo được nha. Rồi bây giờ vấn đề là như vậy này, thép đai cấu tạo của dầm thì dễ rồi, thép đai cấu tạo của cột đó bố trí như thế nào? Có hai cái mục ở đây, bạn phải ghi chú vô dùng anh chỗ này chút xíu này. Thép đai cấu tạo cột nó có hai mục thôi. Đây.
đây nè. Rồi để với cái cột nha, với cột á bạn sẽ chia thành hai vùng này đấy. Với thép đa cột bạn chia cho là hai vùng, là vùng thứ nhất á là vùng bạn nối thép, nối thép dọc nha, và vùng thứ hai á, là vùng ngoài vị trí nối. À, vùng nối thép dọc và vùng ngoài vị trí nối. Vùng thứ nhất á, trong tiêu chuẩn nói này, tại các vị trí nối thép chịu lực nha, nối chồng nha bạn, khoảng cách giữa các cốt thép đa của cấu kiện á không lớn hơn 10D. 10D với D ấy là đường kính cốt dọc nhỏ nhất nha. Đấy. D là cái đường kính cốt dọc nhỏ nhất nha. Tại vị trí nối thép chịu lực nha, khoảng cách cốt đài không lớn hơn 10D. Không lớn hơn 10D. Được chưa? Còn ngoài vùng nối á, xong chưa? Ngoài vùng nối này, nó này. Đấy. Trong các cấu kiện thẳng thì nó là tâm này. Đấy. Cốt thép đai phải được bố trí khoảng cách như sau. Nếu cường độ nha, các gì cường độ thép đây. Nếu cường độ thép của em á nhỏ hơn 400 MPa, đấy. Và đấy thì cái khoảng cách giữa cốt đai là không lớn hơn 500 và không lớn hơn 15D. Không lớn hơn 15D. Đấy. Như là chỗ này này. Đấy, cái cột này ví dụ đây chiều cao cột các em này. Ví dụ đây là chiều cao cột các em. Anh chia thành hai vùng. Vùng trên này này, vùng trên đó là vùng không nối thép cột nha, còn vùng dưới là vùng gì đây, vùng chân cột là vùng nối nối thép cột, thì ở dưới đây sẽ là 10D đúng không, còn ở trên này là 15D và không quá bao nhiêu, không quá 500 đó, tiêu chuẩn Việt Nam quy định luôn. 10D không có, không quá bao nhiêu, không lớn 10D thôi, đây không lớn 10D thôi, thì đó em phải dùng cái phi này, phi nhỏ nhỏ nhất của em đó, phi nhỏ nhất của em, được chưa? Đấy, thì nếu ở chỗ này á, chỗ này này, thường thường thép dọc của cột á là bạn có thể bạn dùng nhiều đường kính khác nhau, ví dụ mỗi cột đó bạn dùng một đường kính khác nhau không, và ban nãy bạn cho bạn là phi min á với cột là phi bao nhiêu, phi 16 đúng không, thì thực tế trong này này, trong vùng nối thép cột á thường thường bạn muốn chỉ a 150 được không, được đúng không, được đấy, nhưng mà thường thường á ra ngoài thì thường người ta hay á để an toàn cho tất cả các cột luôn thì người ta hay gọi là a bao nhiêu đấy, a 100 đấy. Thường thường nhớ số dễ nhất nhớ như vậy nè, là trong vùng nối á là các em làm a 100, ngoài vùng nối em làm a bao nhiêu, trong vùng nối em làm a là a 100, ngoài vùng, trong vùng nối em làm a 100, ngoài vùng nối em làm là a bao nhiêu, a 200 mà được nha. Đấy, tại vì nếu các em làm A100 á mà lỡ các em làm thép dọc mà các em làm phim 14 thỏa không, vẫn thỏa đúng không, phim 14 nếu mà nhà phố em làm phim 14 mà đúng không, nó vẫn thỏa, được chưa? Đấy, còn nếu mà làm 200 thì trường hợp đó là môn luôn thỏa rồi, 200 thì thường thường cứ nhớ dùm anh đó là gì, là thép dọc á là các em làm á là vùng nối á là A100 nha, thép đai á A100, ngoài vùng nối là A200. Nhưng mà khi các em trả lời cho thầy á, các em đừng trả lời là ở trong nối là 100, ngoài nối là 200, em nói như vậy nè, là em thấy á, trong tiêu chuẩn á là trong vùng nối á là không lớn hơn bao nhiêu D, 10D, nên em bố trí A là A100, em phải nói cái 10D ra trước xong mới nói A100 sau, được không? Rồi ngoài vùng nối em thấy là không lớn hơn bao nhiêu D, không lớn hơn 15D thì em bố trí là A bao nhiêu, A200, hiểu chưa? Thì ngồi có tập trung đâu, mục hả, mục 8.7.1 em, 8.7.1 các em lưu ý cái mục anh cho các em ghi vô á, không phải để ghi vi một vay về nhà bận cây vay cất đâu, đấy à, mình trả lời em thấy à, thực tế các em nếu các em không nhớ được á thì các em cứ kêu là cùng lắm em không nhớ được cái mục đúng không, các em cứ nhớ cấu tạo thép nó nằm trong chương 8 em. Cấu tạo thép là năm 14/2012 nằm trong chương 8, còn năm 14/2018 là nằm trong chương 10. Khi em che trong chương đó đi, được không? Thầy bắt mở em mở ra, đúng không? Thầy bắt mở em mở ra, đấy, em mở ra kiếm. Không, 12 là chương 8, 18 là chương 10. Đúng rồi, đa số nha, đa số trong đó. Rồi. Có một số cái để thôi, có một số cái nó không nằm trong chương 8 mà nó nằm ở trong cấu tạo bê tông cốt thép kèm. Rồi, đấy, đó là thép đai cột dễ không? Thép đai cột khá là dễ đúng không? Đấy.
Và lưu ý khi các em bố trí nha, để chỗ này anh nói thêm chỗ này chút xíu này. Thường á các em lưu ý với nhà các em á mà không có thiết kế động đất nha, không thiết kế đất tải trọng động đất á, các em chỉ cần bố trí thép đai có nút khung là đai A200 thôi, nhớ nha. Nếu mà nhà các em không thiết kế động đất á, thì thép đai có nút khung á, các em chỉ thiết kế là đai A200 thôi, đừng thiết kế đai dày A100 nha. Chỉ trong trường hợp khi công trình của bạn có thiết kế đến tải trọng là tải trọng động đất á, thì các bạn mới thiết kế đai trong nút khung là đai A100. Còn mọi trường hợp khác thường á là nếu mà trong nhà các bạn không có động đất mà nhà các bạn có thêm tải trọng gió động á, thì trong nút khung các em làm cho anh là đai A200 được không? A200. Còn nếu mà có động đất thì làm đai A100. Còn ví dụ nhà phố, nhà phố nha, nút khung này nè, các em không cần bố trí cũng được. Đấy, với nhà phố mà chịu tải không có, thường thường nhà phố là nhà phố xây xây che đúng không? Được không? Tại gió nó không lớn thì chỗ này các em làm gì? Các em không cần bố trí thép cũng được, được không? Không cần bố trí thép cũng được. Đấy, thép đai nha, nó thép đai đó. Đấy. Tại vì chỗ này nè, khi chỗ này là nó thép dọc nó nhiều không? Thép dọc nó nhiều đúng không? Nhiều khi trường hợp này các em bẻ thép neo vô đây nữa. Được không? Ngoài ra có thép gì của gì qua nữa. Thép cổ dầm, thép dầm, thép sàn đi. Thép dầm nhá, thép dầm đi qua nữa. Thì cái chỗ này nó không rất là dày thép nè. Mà bạn làm thêm thép đai đó, thì khả năng thi công nó khó thi công. Được. Đấy. Rồi, đó là cái bài cột của mình nha. Rồi, bây giờ anh sẽ gửi cho bạn cái rồi trong pha tính thép dầm này để trong pha tính thép dầm mà chủ yếu có hai sheet mà quan trọng nhất các bạn đó. Và sheet thứ nhất á là bạn đi tính toán thép dọc nha. Và sheet thứ hai là kem đi tính toán thép và thép thép đai, thép dọc, thép đai thôi. Còn cái kiểm tra xoắn thép đai gia cường á các em không cần quan tâm. Được không? Và đầu tiên á các em vào etap data mà nè. Vào etap data mà. Etap data mà. Các em đây cũng có hai cái bảng á, giống như gì đấy, giống như các em làm bên nào cột đúng không? Đầu tiên các em làm gì đấy, các em xóa toàn bộ dữ liệu đi, được không? Thì nhớ này, cứ dặn cách xóa không, bấm ô đầu tiên xong bấm gì đó, còn ship qua xuống xóa toàn bộ đi, được không? Xong chưa? Rồi để ở đây á, anh đang tính khung trục B nha, khung trục B. Xóa tất cả dữ liệu đi các bạn. Rồi để này, ở đây đang tính khung B nha, là khung B này là khung không qua vách các bạn. Vui nha. Trong cái dầm sẽ chỉ bạn hai khung luôn, khung qua vách và khung không qua vách. Tại vì bạn nhớ khung qua vách nó bị cái hiện tượng gì nhớ không? Tên khoa học tí đi. Đấy. À. Rồi đấy nè, khi mà bạn tính cột á thì bạn tắt dầm. Lưu ý rồi chị tôi nào, khi bạn tính cột á thì bạn tắt dầm, mà khi tính dầm á thì bạn để này, thì bạn phải bật gì đây, bật dầm và tắt là tắt cột nha, bật dầm tắt cột đi dùm anh các em. Bật dầm tắt cột đi dùm anh. Rồi tiếp nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ xuất nội lực ở đây nha. Trên cái dầm một tầng hầm này các em không cần tính đâu. Rồi các em mồn vô cho đủ tải thôi, không cần tính nha. Đấy, các em quét chọn đối tượng cần xuất nội lực này. Đấy. Quét chọn đối tượng cần xuất nội lực. Được chưa? Đấy. Display show table. Display show table. Display sẽ bị bỏ. Xong chưa? Rồi tiếp nè. Rồi ở đây nè, đầu tiên á vào Alagis nè, Alagis đâu? Vào region nè, vào region cũng chọn cho là frame region. Và lưu ý chọn cho là bảng gì đây? Beam Force đúng không? Beam Force. Đấy. Rồi vào bảng model chọn bảng assignment. Cho nên bảng frame assignment và cho nên là frame assignment đây, frame assignment section, frame assignment section. Rồi re chuột lên table này,
Federal trên chữ table. Chữ chuột phải chọn là gì đây? Modify option. Modify option. Rồi lưu ý này, lớp phát hành cũng chọn là gì đây? Nên, lớp scale cũng chọn nên, nhưng mà riêng cái dòng á chọn combo gì đây? Bao. Ok. Xong chưa? Xong hai bảng đó chưa? Rồi ok. Bây giờ có hai bảng đấy này. Đầu tiên á, bạn thấy cái bảng BeamForce này. Bảng BeamForce nha. Bảng nội lực của dòng á, bạn xuất cái bảng nội lực của dòng. Rồi từ từ các bạn. Bạn xuất bảng nội lực của dòng sẽ sell giùm anh đi các em. Hoặc có cách như vậy nè, bạn khỏi nếu mà bạn không thích xuất cũng được. Tắt bớt cột đi. Được không? Đấy. Xuất qua xe cũng được nha. Được không? Hoặc bạn tắt bớt cột đi vậy nè. Ở đây bạn thấy có cột là unit name này. Unit name nha. Được không? Và ba cột là element. Elementation là cột gì đây? Cột gì đây? Location đúng không? Location. Bấm chuột lên cái chỗ này nè. Bấm chuột lên cái ô vuông vuông trên này nè. Được không? Bấm chuột lên ô vuông trên này nè. Bỏ cho mình ba cột là gì đây? Unit name nè. Được không? Element. Elementation và location. Được không? Giống như là mình tính cái gì đó. Cái cột thôi đúng không? Được không? Sau đó mình làm gì? Không chọn nội lực được không? Bấm vô đầu tiên bấm gì đây? Còn chọn xếp gì? Qua đúng không? Xuống chữ phải copy à. Rồi dán vô các bạn y tắc là tài của mình à. Dán cho bạn y tắc là tài của mình. Bỏ vô những cột sau này. Ghi chú lại cho kỹ là unit name này. Và ba cột cuối element, elementation và location. Rồi tiếp. Ok nha. Cột đầu tiên, bảng đầu tiên dễ không? Bảng đầu tiên giống như mình nhập cái gì thôi. Nhập trong cái cột đúng không? Bảng thứ hai này để tập trung nè. Cái dầm này có cái chỗ này nó hơi bị sai sai nè. Bạn bật cho cái bảng là bảng Frame Assignment Section đi các em. Rồi đừng nói chuyện nữa các em. Bật cho bảng Frame Assignment Section đi. Rồi lưu chỗ này nè. Các em thấy nó xuất ra. Thay vì chỗ này nè để khung B của anh á, đấy. B4 này, B20, 21, 22, 23 này. Rồi để nè. Rồi, các em kéo xuống. Các em thấy này. Mình đang xuất là xuất beam thôi đúng không? Beam rồi. Thì nó dính vô một hàng, nó dính như cái gì đây? Mặc dù cái loại xích chuyển với là gì? Beam đúng không? Nhưng mà cái chữ này hiện là chữ gì đây? Chữ xe đúng không? Các em bấm vô nó đổi thành chữ B lại. Hiểu không? Có một số chỗ nó bị gì đây? Nó bị lỗi á, là nó thay vì nó chữ B nó là thành chữ gì đó, thành là chữ xe đúng không? Thì kem thì bước vô á là đổi thành chữ gì cho kem rồi, chữ B là không có rồi không này, không có rồi thôi. Muốn để đổi thành đổi rồi lại cho nó nhỏ xuống tự nhận rồi cũng được, không đổi cũng được, tại vì tí nữa mình sẽ đổi bên kia. Thank you.
Nhưng mà mình quét dọn nó là nó ra là cái dòng không đâu chưa rồi tiếp nè, ở đây á, để tập trung chỗ này nha, đấy nè, ở trong cái bảng này, trong cái bảng, trong cái file tính của mình á, của anh á, thì các bạn có chân ba cột thôi, ba cột, cột thứ nhất là cột story, cột thứ hai là cột label và cũng như bên kia là cột gì đây, cột analysis section đúng không? Hai cột này, mình chuyển ship xuống, chuột phải chọn gì đây, copy nha, dán lên đây, copy nè. Rồi. Copy vô cột design section nha các bạn. Nào, copy vô cột design section giùm anh. Có dữ liệu đủ chưa? Xong chưa? Story, label và design section em. Analyze section đó, nhưng mà em có vô file gọi ra là em để một design section mới đúng chứ mình là cái cột thôi. Rồi tiếp nè. Rồi đây nè, có cột dầm két và cột số tự nè, đấy. Đầu tiên nè, thường thường á khi mà các bạn làm thuyết minh á, đấy, khi làm thuyết minh thì thường cái dầm này nè, các bạn hay ghi tên á theo dầm B4, B5, B7, B8 nè. Được chưa? Thì bạn ghi như vậy á nó rất là khó kiểm soát. Đấy nè. Nếu mà trong đồ án thì không có làm gì, nhưng mà khi bạn ghi tên theo dầm mà B1, B2, B3 này đó thì cái chỗ này á khi đi làm rất là khó kiểm soát. Thì khi đi làm thường thường anh ghi như vậy nè, bạn để ý chỗ này nè, cái dầm này á anh sẽ không ghi là B4, không ghi B4 nha. Khi làm thường thường cái dầm á anh sẽ tính trên, khi đi làm thường thường tính ra hết dầm á là anh không tính trên mặt đứng, mà thường thường anh tính á là anh tính trên mặt bằng, trên mặt bằng. Ví dụ như đây nè, ví dụ đây nha, anh tắt cái sàn đi cho nói cho dễ nè. Ví dụ như đây các bạn thấy cái B4, B20 này, B21, B22, B23, cái dầm này dầm liên tục đúng không? Thì khi đi làm anh tính trên dầm á là dầm trên một tầng thôi. Vì cái dầm này á anh sẽ không để là B4, B20 đâu, mà anh sẽ ghi, ví dụ anh ghi là dầm trục B. Dầm trục B, nhịp là nhịp dầm trục B, nhịp là nhịp 1 2 đi. Ví dụ như vậy. Hiểu không? Anh ghi dầm trục B, nhịp 1 2, dầm trục B, nhịp 2 3, dầm trục B nhịp gì? 3 4, được không? Anh ghi theo cái bản vẽ kiến trúc của anh á, hoặc là bản ghi theo bản vẽ là bản vẽ kết cấu của anh, được không? Thì lúc đó anh sẽ kiểm soát nó là sao, mình kiểm soát nó dễ hơn, được không? Hiểu chỗ này không? Còn nếu mà bạn ghi là dầm B4, B20, B21 á thì bạn muốn biết nó nằm ở đâu á, bạn phải làm gì? Bạn phải mở mô hình etap lên đúng không? Bạn phải mở mô hình etap lên, nó rất là phức tạp, được chưa? Đấy, thì ở đây đó là lý do tại sao mà anh tạo thêm cho bạn một cái cột á là cột dầm két này đó. Lý do tại sao anh tạo bạn thêm một cái cột đó cột là dầm két ở đây, được không? Đấy, bạn muốn đánh thêm dầm két cũng được không? Đấy, đánh thêm dầm két cũng được à. Còn không thì đánh thêm dầm không đánh ở đây á, thì bạn chỉ được dầm thêm tên dầm là dầm gì, dầm theo etap thôi. Vậy anh thử đánh thêm dầm két cho bạn coi nè. Rồi đấy, ở trong đây nè, cái khung của mình á, đối, mình đang tính khung á là khung trục B. Đấy nè, mình đang tính khung là khung trục B. Thì khung trục B riêng hai tầng này nè, đấy, riêng tầng trệt á thì số dầm nó như thế nào đây? Số dầm nó là sao? Nó lớn hơn, nó có thêm 2 dầm này nữa đúng không? Thêm 2 dầm này nữa. Đấy, vậy thì
Lưu ý cái tên dầm á, anh sẽ đánh từ tầng trệt xuống nha. Anh đánh từ tầng trệt lên. Đâu, tầng trệt đây nè. Anh đánh từ tầng trệt lên. Hiểu ý này không? Anh sẽ đánh từ tầng trệt lên. Và cột tên dầm két á, là cột U của anh nha. Cột U của anh đây. U này. Rồi, coi anh đánh nè. Đầu tiên á, cái dầm đầu tiên của anh à, dầm tầng trệt nha, dầm đầu tiên. Dầm B bao nhiêu đây? B96 đúng không? Đấy, B96. Nó đi từ lưới vào gì đây? Đi từ lưới á, là lưới 1 phẩy về lưới gì đây? Về lưới 1 đúng không? Đây nè. Dầm B96 á, là đi từ lưới là lưới 1 phẩy này. Lưới là lưới 1 phẩy nè. Nhìn trên này nè. Lưới là lưới 1 phẩy nè. Về lưới mà gì đây? Về lưới 1 đúng không? Và nếu mà dầm này á, mà anh đánh tên theo dầm két á, nó sẽ đánh như vậy nè. B96 nha. Đường lên B96 nè. Đây. Nó là dầm. Dầm trục B. Nhịp 1,1. Một phẩy một dầm trục B nhịp 1,1 đây, dầm trục B nhịp 1,1 rồi đấy. Tiếp theo nè, dầm B87 nè, dầm B87 đây nè, thấy không, nằm bên ngoài nè. Dầm B87 á cũng là dầm trục B nhưng mà nhịp gì đây, nhịp 6 phẩy nha. B87 đây nè. Đây, B87 thằng ngay trên nè. Đó là dầm trục B. Mà nhịp á là nhịp 6 phẩy. Đó, mình đang đánh thêm hơi dầm két cho anh thử coi á. Đi khi mà mình làm ở ngoài thường thường dầm mình sẽ đánh như vậy nè. B4 là dầm trục B. Nhịp 1,2. Tương tự là B20 là dầm trục B, nhịp 2,3. Đó. Rồi tương tự mấy thằng này là làm được không? 21 là gì đây? Nhịp gì đây? 3,4. 2,2 là nhịp gì đây? 4,5 và 2,3 là nhịp gì? 5,6. Rồi copy xuống và sửa dùm anh chỗ này các bạn. 21 là 3,4. 4,5 và 5,6. Rồi xong chưa? Xong cái tên dùm két chưa? Mình đánh là tầng trệt rồi mình copy lên thôi. Đánh cột thì cứ quét chứ. Cái đánh cột kìa. Em quét cột đi. Em tắt cột. Em để cột em quét đi. Chắc chắn á. Là lột được á, nó là dầm, nhưng mà cái gì này nó là cái gì mà có cái này núi đẹp nó có làm cho nó có chửi gì cái này núi đẹp nó có như vậy nào đó thì thân tay chứ cũng như là một bảo như nào có thể là cản đồ tìm bãi mà bây giờ là từ B là
em ghi thêm cái dầm trục B tầng mấy, tại vì tí nhé, coi đây nó sẽ nhảy cái tầng thêm nào của em đây nè. Đúng không? Ôi đấy, tiếp nè. Đấy, ở đây á, bây giờ tầng trên nè. Ở những tầng trên á, thì các bạn không, từ từ nè. Ở những tầng trên các bạn không có thằng B96 và cũng không có thằng B là B87, được không? Không có B96, B87. Thì các em copy nè, đấy. Các em copy từ B4 đến B23 thôi. Đấy nè. Copy từ B4 đến B23 thôi. Từ con C nha. Con C. Sau đó các em chọn cái vùng mà các em cần paste nè. Chọn cái vùng mà các em cần paste nha. Đây, các em Ctrl V. Thấy nhảy tất cả chỗ này không? Nhớ nha. Copy cho nó là từ B bao nhiêu đây? Từ B4 đến B23. Được không? Sau đó quét chọn cái vùng mà các em cần paste, các em bấm Ctrl V. Được không? Thì nó sẽ paste lên tất cả các vùng cho em luôn. Rồi tiếp tiếp nè, đấy. Nè. Bạn mày đọc cái đó mà ra gọc công nhân mà nó biết là cùi luôn. Rồi tiếp nè, để cái cột em thấy có cột số thứ tự không? Thấy cột số tự chưa? Đấy. Thì cái lên lui này. Đấy, từ trái sang phải nha. Từ trái sang phải cái dầm nào nằm trước em đánh số 1. Từ trái sang phải cái dầm nào nằm trước bạn đánh cho mình là số 1 nha. Có phải B96 nằm trước B số 4 không? Phải B96 nó số mấy? Số 1 đúng không? Và ở đây mình cũng đánh từ tầng trịnh tầng nào đổ lên? Từ tầng trệt đổ lên đúng không? Mình kéo xuống tầng trệt nè. Kéo xuống tầng trệt nha. Đây. Rồi. B96 á là nằm ngoài cùng nè. Rồi 96 đến số mấy? Đến số 1 nha. Rồi 96 đến tới. Rồi tiếp theo sát B96 là tới B bao nhiêu đây? B4 đúng không? B4 B4 đến số mấy? B4 đến số 2. Được không? Đó. Được đến số 2. Được không? Rồi, 20 đến số 3 đúng không? Được. Tới B, 20 số 3, 21 số 4. 22 số 5, 23 số mấy? 23 số 6 và 87 số mấy bạn? 87 là số? Số 7. Được. Đấy. Đánh số như vậy á, đánh số để làm gì? Khi mà nó xếp thứ tự á, thì nó xếp B96 xếp trước B là B4, được không? Xếp B96 trước B4. Được chưa? Thì lúc đó nó sẽ, lúc mà bạn chọn thép á, nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Được không? Mình chọn cái gì? Xong chưa? Rồi tiếp nè. Rồi, ở đây á, để mình cũng copy từ B4 nè. Từ B4 đến B23 thôi nha. Đâu, từ B4 đến B23, còn lên C nè. Rồi lên quét chọn vùng trên này nè. Tại vì những tầng trên này nó giống B4 đến B23 nha, có lại. Em về rồi. Rồi. Bây giờ sau khi nhập xong nha, sau khi nhập xong bạn qua sheet thép dọc dùm anh là các em thép dọc anh đấy. Thì ý tưởng của cái file tính của anh nè, một cái dầm nha, anh có moment xíu nè, combo M33 nha, một dầm á anh sẽ tính ở ba vị trí nha, là hai vị trí đầu dầm và một vị trí đâu đây giữa dầm nhớ nhịp nha. Đấy, hai vị trí đầu dầm qua sheet thép dọc dùm anh các em, qua sheet thép dọc dùm anh được chưa. Rồi ở cấp độ bền mới tâm các chọn dòng B bao nhiêu đi, B30 nha, B30 em A B của dòng bao nhiêu, 0.9 đúng không, thép là thép A mấy, A3 nha, A3 rồi cái min min á để bằng 0.1 nha, được không chưa. Rồi tới đây chỗ này nè, các em thấy có hai tên là tên gì đây, tên theo két và tên theo gì đây, tên theo két và tên theo E8 đúng không. Nếu các em để lên theo E-tab á thì nó sẽ hiện là B1, B2, B3, B4 rồi đó. Được không? Còn nếu mà các em để lên theo két nè, nó sẽ hiện như vậy là đấy. Các em để lên theo két á, nó sẽ hiện là gì? Nó hiện là dầm tầng mấy, dầm trục mấy, tầng mấy. Được không? Nhịp mấy. Đấy. Rồi, tới đây cái nhịp việc là bấm gì đây? Bấm run chạy thôi. Rồi coi như là mình chạy hết xong nha, lưu ý nè. Các bạn thấy khi mà nó chạy lên á, nó có cái cảnh. Rồi đừng nói chuyện nữa các em. Nó có cái cảnh báo với em đúng không, có cảnh báo, cái cảnh báo với đấy là thực tế là cảnh báo chẳng qua là gì, do anh cảnh báo là do nhiều khi là mình dùng cái lập trình á, được không, thì nó cảnh báo thôi, không có gì hết. Đấy, ở chỗ này nè, chỗ này do anh đang để là dầm két á thì nó hiện là gì, dầm trục B nè, nhịp 1, 2 tầng mấy đây, tầng thường nữa không. Đấy, còn dầm trục B
nhịp 2, 3 tầng mấy, tầng thượng đây, được chưa? Rồi chỗ này nè, các bạn để chỗ nè. Ở đây anh dò lại moment cho bạn coi nè. Anh dò lại moment cho bạn coi này nè. Xem nó lọc có đúng không nhá. Được, nó lọc đúng không? Bây giờ trục B này nhịp 1, 2 tầng thượng nè. Thế cái dầm này của mình nè, dầm trục B nhịp 1, 2 á, cũng tầng mấy đây, tầng thượng nhá, được không? Bây giờ anh dò moment này, nhìn nè. Cái moment đầu bên trái là 200 mấy đây, 204.4, chứ ở đây đúng 204.4 không? Rồi phải nói là một lần nữa, tại vì không phải chỉ các bạn làm một lần cái đã mà biết. Rồi đừng nói chuyện nữa. Đấy nè. Rồi vị trí giữa nhịp này. Đây, nhịp moment lớn nhất này, tập trung đánh dò thử cho coi nè. Giữa nhịp á, moment lớn nhất là 138.4 này. Thì bạn thấy nó lọc ra cũng là 138.4 đúng không? 138.4. Và đầu bên phải nè. Đầu bên phải mình bấm vô cái dòng mình coi đầu bên phải moment bằng nhiêu nè. Đầu bên phải mình moment là 169.5. À, đúng 169.5 không? Nhưng mà thấy lọc đo đúng số chưa? Đấy, đúng số nghĩa là cái số số bạn coi trong E8 á, bằng bao nhiêu á, thì lọc ra bấy nhiêu. Và lưu ý cái file tính này của anh á, là chỉ tính được thép dầm á, thép dầm đặt cốt thép đơn thôi. Còn bạn nào tính thép dầm đặt cốt thép kép á, thì không có dùng file này nha. Được không? Đấy, thường thường cũng chẳng có bạn nào là tính thép dầm đặt cốt thép kép đâu. Đa số là cốt thép đơn thôi. Rồi, nó sẽ tự nhập cho bạn được cái gì đây? Được bề rộng và chiều cao. Phải lưu ý, nếu mà chỗ này bạn thấy bề rộng và chiều cao á, nó không phải ra là 300-600 giống như tinh dầm của bạn, mà nó ra là ví dụ là 3000-6000 đi, được 3000-6000 hay là ra 30-60 đi. Lưu ý cái này nè, cái tên dầm á, cái bề và cái là nếu mà nó không nhận á thì có thể là do bạn đặt tên sai quy tắc ăn dặn các bạn ạ. Được, mà còn nhớ quy tắc ăn dặn các bạn á, là cái dầm bạn á là phải đặt tên theo đơn vị gì không? Mm đúng không? Và cái chữ x là phải ghi chữ x gì? Các bạn biết là chữ là chữ hoa đúng không? Đấy. Ở đấy nè. Cái A này là gì nhớ không? A là gì? Lao nữa. Cái này A là khoảng cách từ mép tiếp diện đến trọng tâm cốt thép, được chưa? Nên lấy khoảng bao nhiêu các em? Lấy 10% chiều cao đi, đâu lấy 10% chiều cao. Thì chỗ này, cái này anh để hàm mỏi các em ạ. Ví dụ các em muốn lấy bằng 60 nha. Ví dụ các em muốn lấy bằng 60, các em thấy có khi mà cái file của nó chạy ra có chỗ 60, chỗ 70 đúng không? Những cái chỗ màu xanh này là những cái chỗ các em có thể các em tác động, các em chỉnh sửa được nha. Ví dụ như chỗ này các em không muốn lấy là bằng 70, các em muốn lấy bằng 60 hết đi, được không? Thì em chỉ cần chỉnh cho anh á là ba hàng đầu tiên nhá. Ba hàng đầu tiên á các em chỉnh thành 60 thôi. Xong chưa? Ba hàng đầu tiên là chỉnh thành 60. Được không? Còn nếu mà các em không thích á, các em chỉnh cái hàm mà A và A phải là các em chỉnh bằng 10% của chiều cao, các em lấy 0.1 các em nhân cho chiều, nhân chiều cao, hiểu chưa? Đó rồi, các em chỉ cần bấm run lại thôi. Còn các bạn nào muốn để tên két thì cái này là gì đây? Để là két, được không? Còn không muốn thì để là gì? Để là etap, được không? Thằng nào cũng được. Bấm run lại lần nữa. Thì đó, chỉnh thành một cái A. Rồi để chỗ này nè. Rồi thấy là khi mà anh chỉnh thành A thành 60 này. Đấy, khi anh chỉnh A thành 60 chỗ này nè. Được không? Thì tất cả mọi cái đều như là đây. Đều như nhau không? Hiểu này không bạn? Được chưa? Đấy. Đó, rồi H0 thì bằng gì đây? H0 thì bằng H chữ A thôi. Alpha M dễ rồi nha, alpha M dễ rồi. Các em chỗ này, lui chỗ này nè. Có hai trường hợp nó báo chỗ này nè. Ví dụ chỗ này có một trường hợp á, có những trường hợp nó báo như vậy. Đây, khi chỗ này nè, khi alpha m, khi c nhá, khi c á tính ra mà lớn hơn cr này, nhớ nha, khi c tính ra lớn hơn cr này nè, thì sẽ báo là gì đây? Máy kêu là tăng, ttd tăng tích diện, nhớ nha, khi c á mà lớn hơn cr nó sẽ báo cho các em là tăng tích diện, được tăng diện. Còn nếu mà ví dụ như á, trường hợp này nè. Có trường hợp nó không báo là tăng diện mà nỗi gì đây num đúng không? Nghĩa là khi alpha m game á tính lớn hơn 0.5, có phải c thì bằng gì? C bằng 1 trừ căn 1 trừ 2 alpha m đúng không? Mà khi alpha m game lớn hơn 0.5 thì cái căn bậc hai em nó ra âm luôn, âm thì nó báo lỗi là lỗi cú pháp, được không? Lỗi cú pháp, được chưa?
đấy nha, nó là hai cái lỗ các em có thể gặp được không, thể gặp rồi. Tới đây là thép ở đây, thép các em tính ra được không, hiểu biết này không, tới đây thép các em tính này đấy. Và các em lưu ý này, khi mà các em tính thép ra, các em khoan hãy chọn thép, nhớ nha, khoan hãy chọn thép. Mà đầu tiên các em làm gì, các em coi cái cột mui tính toán này, thấy cột mui tính toán không, các em coi hàm lượng thép tính đã hợp lý hay chưa, đúng nhỉ? Khoan hãy chọn mui tính toán, mà khoan hãy chọn thép, mà các em coi cái hàm lượng mui tính toán này nó đã hợp lý hay chưa, được không? Mà anh hỏi bạn này, cái hàm lượng thép hợp lý trong dầm là bao nhiêu phần trăm? Hàm lượng thép hợp lý trong dầm mà 0.8 đến 1.5%. Bao nhiêu lần mà trả lời sai hoài à? Đây, hàm lượng thép trong dầm là 0.8 đến 1.5%. Đây, được không? Từ 0.8 đến 1.5. Ok chưa? 0.8 đến 1.5. Xong chưa? Để chỗ này nha. Ok không? Rồi tiếp tục nha. Đấy. Đó. Và nhớ ở chỗ này này, bạn nhìn này, khi mà mình so cái hàm lượng hợp lý á, là mình so hàm lượng tính toán hay là mình so hàm lượng chọn? So hàm lượng tính toán các em, cho cái mui tính toán bên này nè, được không? Không phải so hàm lượng chọn đâu nha. Đấy, không so hàm lượng chọn đâu. Ví dụ chỗ này nè, các em thấy chỗ này cái dầm của anh nè 1.14, ok chưa? 1.14 ok chưa? Rồi 0.85 ok không? Ok đúng không? Rồi 97 ok đúng không? 97 ok, 92 ok, 1.15 ok. Như là bạn thấy như chỗ này nè, vị trí đa số những vị trí mà hàm thép hợp lý á, là những vị trí nào mà moment là moment gì các em? Moment gì? Nè, moment một âm đúng không? Moment âm là vị trí gì? Vị trí gối đúng không các em? Vị trí gối đấy. Còn vị trí nhịp thì thường như thế nào đây? Nó chưa nằm trong khoảng hảo hợp hợp lý đâu. Vì vậy lưu ý này, khi mà bạn chọn tiết kiệm á, rất khó nha, rất khó để bạn làm và vừa hợp lý ở gối và vừa hợp lý ở gì, ở gì đâu, chỉ được một cái thôi. Thì thường thường á, anh sẽ ưu tiên như vậy nè, là thép gối sẽ nằm trong khoảng hợp lý, anh cố gắng anh chọn như vậy nè, thép gối khoảng 1.2-1.3%, được. Thép nhịp á, lúc đó nếu mà 1.2-1.3% thép gối á, thì thép nhịp của em á trung bình nha, thép nhịp lúc đó sẽ trung bình nó khoảng chừng á, ước chừng á nó khoảng 0.7-0.8% thôi, nghĩa là nó có xấp xỉ, nó xấp xỉ hàm lượng gì, xấp xỉ hàm lượng hợp lý, được không? Tại sao phải làm như vậy? Tại vì thường thường á, khi các em tính toán cái khung á, các em tính sàn á, thì các em có kiểm tra độ võng của sàn đúng không các em? Nhưng mà anh hỏi các em á, các em có kiểm tra độ võng của dầm không? Không đúng không? Thực tế về lý thuyết các em kiểm tra vẫn được đúng không? Nhưng mà các em kiểm tra mà các em kiểm tra hết cái dầm nhà các em á, khùng thì chắc không khùng đâu, về bỏ đồ án luôn. Đấy, bỏ đồ án luôn chứ nhiều lắm, không kiểm tra nổi đâu. Đấy, mỗi dầm một thép khác nhau, mỗi dầm một moment khác nhau mà đúng không? Kiểm tra không nổi đâu. Đấy, vì thế cố gắng mình làm như vậy nè, mình cố gắng á, là cái hàm lượng thép nhịp dầm á nó khoảng 0.8-0.9 là ok, là gần như trường hợp đó là cái độ võng luôn luôn nó thỏa các em, tương thỏa. Còn nếu mà khoảng 1-1.1% á thì các em phải cẩn thận đó, được. Nhưng mà nếu mà 1.3-1.4% á, là nếu trường hợp đó thì độ võng của dầm á là gần như sao, gần như nó không, nó không thỏa, hiểu chưa không? Đấy, cẩn thận điều đó nha, được chưa? Rồi xem lại được không? Bữa sau thì anh sẽ chỉ cho bạn là gì, là đi bố trí thép trong dầm nha, bố trí thép trong dầm. Đấy rồi, năm nghỉ đây.